lành mạnh này, rồi là môi trường bị ô nhiễm và sử dụng các cái hóa chất độc hại. Thế thì cho nên là trong những năm gần đây ấy, thì một cái xu hướng mới nổi lên đó chính là ăn sạch sống xanh. Và cái xu hướng này thì đang được những cái người hiện đại rất là ưa chuộng, để mà có thể là bảo vệ và chủ động chăm sóc cái sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình. Thế nhưng mà liệu chúng ta đã biết cách ăn sạch sống xanh đúng cách hay chưa? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng hai PDB Phú Thái và PDB An Ba Sô đi tìm các cái câu trả lời cho các cái câu hỏi nhé. Theo mình thì đây là một cái chủ đề rất là hay, rất là hot và hữu ích với mọi người. Cho nên là Hằng rất là mong muốn mỗi anh chị em ở trong Zoom tối ngày hôm nay sẽ gửi đường link đến với đội nhóm, đến với đồng đội của mình để là thật nhiều người nhận được các cái giá trị giống như các bạn nhé. Có thể cho mình đội hỗ trợ có thể cho mình xin đường link vào khung chat được không ạ? Để cho mọi người gửi link đến đồng đội và đội nhóm. Thưa các anh chị thì ngoài cái việc mà chúng ta nhận được các cái kiến thức rất là hay và bổ ích trong tối ngày hôm nay thì trong tối hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình quay mini game trúng thưởng và chúng ta sẽ có 4 phần quà đến từ hai nhà PDP An Paso và Phú Thái. Những phần quà rất là hấp dẫn ạ. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay gửi đường link tới các cái đồng đội của mình nhé. Mình đang thấy là Zoom của mình đang có 14 người rồi. Mọi người hãy nhanh tay gửi nhé để chúng ta có thể bắt đầu chương trình. Chất lượng thì có thể là hơn số lượng bởi vì là ngày hôm nay là Dropy hệ thống của chúng ta đang có một cái chương trình livestream toàn hệ thống để chốt sale. Nhưng mà Hằng cũng rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự cái chương trình này. Thế thì thưa các anh chị, cái xu hướng ăn sạch sống xanh ngày càng được nhiều người quan tâm và nó thực sự là đã lên ngôi mạnh mẽ trong cái thời gian gần đây. Và mọi người thì thường chọn những cái sản phẩm, các cái thực phẩm organic này, có nguồn gốc từ thiên nhiên, xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu, uy tín và đạt được các cái chứng nhận, các cái kiểm định an toàn. Đây có thể nói là nó không còn là trào lưu nữa mà nó đã trở thành một cái lối sống rất là tích cực cho những cái người mà đang hưởng ứng nó. Và cốt lõi của cái lối sống này là nó sẽ mang lại các cái giá trị bền vững, có lợi cho thiên nhiên này, có lợi cho môi trường và có lợi cho sức khỏe của bản thân chúng ta. Thế thì trong phòng Zoom tối ngày hôm nay ấy, Hằng rất là mong nhận được cái sự chia sẻ của mọi người, các anh chị em đối tác. Mọi người có thể chia sẻ cho Hằng biết vào trong khung chat là mọi người đã biết đến cái lối sống này chưa? Và trong gia đình của mình ấy thì mình đã sử dụng các cái sản phẩm nào thân thiện với môi trường hay chưa? Thì mọi người có thể comment vào ô chat để cho chúng ta cùng giao lưu. Và mọi người thấy là những cái sản phẩm này thì mang lại những cái giá trị gì cho chúng ta? Mọi người có thể chia sẻ một chút. Để xem là mọi người đã sử dụng các sản phẩm gì rồi. Như gia đình Hằng ấy thì hiện tại đang sử dụng dòng sản phẩm của An Paso, ví dụ như là mì rau củ này, ngũ cốc này, rồi bột nêm này. Thế còn với các sản phẩm nhà Phú Thái ấy, thì gia đình Hằng sử dụng cả một bộ luôn. Nói chung là mình đã thay đổi được rất là nhiều những cái thói quen chưa tốt sang những cái thói quen tích cực hơn. Ví dụ như là trước đây thì gia đình mình thường là ăn mì tôm chẳng hạn, thì bây giờ đã chuyển sang mì rau củ quả này. Rồi trước thì sử dụng các cái loại nước giặt, rồi là nước tẩy bồn cầu, rồi nước rửa bát hóa học thì nó rất là hại ra tay, nhưng mà dùng bây giờ dùng các sản phẩm Econova thì thấy thực sự rất là thích luôn. Có thể thấy như là chị Nguyễn Minh này
đang sử dụng ngũ cốc này. Thu Hà thì dùng các sản phẩm an toàn nên yên tâm cho sức khỏe. Chị Nguyễn Minh có sử dụng cả nước giặt và rửa bát nữa. Anh Trần Quốc Khởi thì đây là lần đầu tiên anh tham gia Zoom của Phú Thái ạ. Rất mong là anh sẽ có thể nhận được nhiều giá trị trong ngày hôm nay ạ. Thế không để mọi người phải chờ lâu thì Hằng xin bắt đầu chương trình và xin giới thiệu với cả nhà một người chị là cốt hiện đang là cốt 3 sao và chị là một giáo viên đến từ Việt Trì Phú Thọ. Chị có một cái thành tích rất là tuyệt vời trong 90 ngày tốc chiến, chị đã lên được cốt 3 sao và chị bán rất là tốt các cái dòng sản phẩm của nhà An Paso. Em xin giới thiệu và mời chị Nguyễn Minh lên chia sẻ những trải nghiệm của chị khi sử dụng sản phẩm và có thể cho mọi người một ít bí kíp võ công đã giúp chị bán tốt được cái dòng sản phẩm này đúng không ạ? Em xin mời chị. Chị Minh ơi. Hot. Hot có thể mở mic cho chị Thu, chị Minh được không? Không có âm. Chị Minh mở mic đi ạ. Các bạn ở đội kỹ thuật có thể mở mic cho chị Minh được không ạ? Ở đây. Hôm nay là hot chưa cho quyền mở mic. Vâng, em mời chị. Rồi, mình chào cả nhà nhé. Thực ra thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mình được tham gia Zoom với nhà Phú Thái và An Paso. Thực tế ra thì mình cũng rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì là khi vào Dropy mới mới vào thôi. Nhưng mình đã nhận được ngay được những cái giá trị. Đó chính là trao giá trị nhận yêu thương và trao giá trị nhận thành công. Thì mình thay đổi luôn cái thói quen trong gia đình mình, đó chính là mình đã dùng cái sản phẩm của nhà Phú Thái và mới đây thì mình đã dùng cái sản phẩm ngũ cốc. Và trước hết mình trước khi mình chia sẻ thì mình xin được giới thiệu một chút. Mình thực ra tên thật đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyết Minh, công việc chính của mình là làm giáo viên đấy. Và mình thì đến với The Rugby cũng mới đây thôi, nhưng mà cũng rất là may mắn là nhờ việc tin yêu vào công ty, tin yêu vào các sản phẩm nên là mình cũng đã được rất nhiều bạn bè là sử dụng sản phẩm mà mình chia sẻ. Và bây giờ hiện nay thì một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng cũng rất là giá trị đó chính là cái ngũ cốc. Và trước khi kể là tại sao mà mình lại có thể không chưa học về sản phẩm mình lại vẫn có thể sử dụng và bán được cái sản phẩm này. Nói chung là tháng nào mình cũng bán được đấy. Cái là mình không bao giờ mình đăng lên bài lên đâu ạ. Thì đầu tiên là như thế này ạ các bạn ạ. Mình là người cực kỳ quan tâm đến bữa ăn sáng của bản thân và của gia đình. Thế nhưng mà sau khi mình vào Dropy thì mình cũng hay làm những cái chương trình ekip của team, cho nên là cũng không còn nhiều thời gian để lo bữa sáng. Vì vậy mà mình cũng đã mua thử một cái hộp 540.000, đó là bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh với 20 loại hạt đấy, cũng tương đối là ngon. Nhưng mình thiết thấy rằng là cái bữa ăn đó thì nó tương đối là đắt, mà mình thì không thể duy trì được mãi như thế. Thế là mình cũng lang thang vào trong app Dropy và mình đã tìm bữa ăn lành mạnh và thực sự là quá may mắn, bởi vì mình tìm thấy, tự mình tìm thôi, mình cũng không hỏi ai. Đó là mình thấy được cái bột ngũ cốc của ở nhà An Paso và với cái giá là 218.000. Đây mình gần hết rồi các bạn ạ. Với cái giá là 218.000 mà lại có được những cái thành phần là đậu đen này, đậu xanh này, yến mạch này, gạo hữu cơ HT24 này, rồi thì bí xanh, hạt mắc ca, và đặc biệt nữa là mình thích nhất là hạt chia, rất là tốt cho tiêu hóa, bổ sung toàn bộ dưỡng chất năng lượng và đây trở thành một cái xu thế cho cái cuộc sống của hôm nay. Chính vì mình thấy được nó tuyệt vời và hơn nữa là nó lại còn được lần đầu tiên là ngũ cốc được 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 đạt cái chứng nhận FDA đấy. Ôi dồi ôi tuyệt vời quá, thế là mình quyết định mua luôn 2 hộp. Và ngày đó mua 2 hộp thì mình được khuyến mại một cái mì mì củ nghệ đấy, mình sử dụng hết rồi. Thì thực ra là về thì đầu tiên là mình trải nghiệm, sau khi trải nghiệm mình cho mẹ chồng trải nghiệm, bà bị tiểu đường tim mạch thì bà uống hai hai gói liền một lúc để cho đảm bảo, thì bà thấy ngon, bà bảo ui ngon quá. Thế là từ cái hai người trải nghiệm thì mình bắt đầu mình không đi bán, thì đến hiệu làm tóc thôi thì mình cũng bảo, mình nói chuyện bảo ui may quá, đợt này
Không phải lo bữa ăn sáng mà mình vẫn đảm bảo được sức khỏe, giàu năng lượng, dạy 5 tiết về vẫn khỏe mà chỉ có một gói. Thế là mọi người mới tò mò bảo ớt thế thế là cái gì đấy, thế là mình bảo cho em thử đi. Thế là mình bảo là thôi không phải thử đâu vì nó cũng không đắt đâu, có 218.000 thôi, lấy đi 20 gói, mỗi bữa có 10.000 có gì đâu. Thế là lấy, thế là cứ lấy thì mình có lúc mình lấy cũng 5 hộp liền để tạ để cho mọi người mỗi người một hộp. Và đến bây giờ thì cô ở trường hai người cũng lấy, mà bạn làm tóc cũng lấy này, và đặc biệt là mình còn bán được cho những cái người bạn, nhưng mình không nói là mình bán hàng đâu, mình chỉ nói là bữa sáng rất là, và cái ngũ cốc này nó được làm toàn hoàn toàn từ thiên nhiên, đường cũng là đường từ thiên nhiên chứ không giống như là cái ngũ cốc ở ngoài thị trường. Thế tức là mình bán được bình thường thôi. Và hơn nữa là hôm vừa rồi mình lại được trải nghiệm cái nghệ cái mùi mì củ nghệ này các bạn ạ. À, mình rất là sợ mùi nghệ, nhưng mà các bạn có biết không, khi mà mình nấu một cái tô mì á, một cái tô mì lên mình ăn thì thực sự là mình thấy thực sự là tuyệt vời, bởi vì nó hạt cái sợi mì nó dai và nó thơm lắm, nó thơm mùi mùi nghệ tươi, và kể cả là cái mì củ cải đỏ và củ dền đấy mình đều trải nghiệm hết rồi. Thì hôm nay thì mình chỉ muốn nói với các bạn như thế này, khi mà mình hiểu được cái giá trị của sản phẩm, đặc biệt là nó an toàn, nó mang cái tiêu chí đó là ăn sạch sống xanh, thì các bạn nên mua cho mình. Nếu ai chưa mua thì ngay lập tức mua ngay một hộp. Vừa là đảm bảo được cái bữa sáng cho mình có năng lượng đủ đầy, vừa là đảm bảo được cái sức khỏe và sẽ không phải ăn nhiều cái bát bún hoặc là những cái bánh mì hoặc là những cái bó xôi ở ngoài đường nữa, mà ngay chỉ có 30 giây thôi là được một bữa ăn các bạn ạ. Nhà mình thì có sẵn lên nước nóng, mình chỉ pha trong vòng có một chút thôi, thế là mình ăn xong bữa sáng, vừa ăn vừa lên chuẩn bị đồ để đi làm, tiện lợi vô cùng tận luôn. Thế không mua, hãy mua đi các bạn. Và sau khi mua xong thì không cần phải nói bán, không cần phải đăng bài, cũng không cần phải đăng, mà mình đang có ý định là mình quay video với bữa sáng nhưng mình chưa làm được đấy. Mình chỉ cần chia sẻ câu chuyện thôi, cứ đi đến đâu là mình nói thôi, mình nói tình cờ là ui may quá này, mình đã được ăn một cái bữa sáng mà đảm bảo chất lượng, thế thôi. Thế là mình cứ thế là mình bán được hàng, đơn giản lắm các bạn ạ. Thế thì hôm nay thì cũng không có nhiều thời gian đâu, mình chỉ chia sẻ một chút thế thôi, mà mình hy vọng rằng với cái thời gian ít ỏi của chương trình dành cho mình thì mình muốn mang tới, mình muốn lan tỏa tới các bạn. Nếu mà chưa dùng thì hãy dùng, hãy trải nghiệm để mình cũng có thể bán được hàng, và đây có thể là sản phẩm phễu để các bạn có thể lan tỏa thêm nhiều sản phẩm, nhiều giá trị ở trên kệ Adobe. Còn nói về Phú Thái thì mặc dù hôm nay mình không chia sẻ đâu, nhưng mình nhà mình cũng dùng hết tất cả những đồ của Phú Thái, từ dầu gội đầu, dầu xả chống rụng tóc đến tất cả cái nước giặt xả là mình đều dùng hết, và mình đều nhận thấy là quá yên tâm. Con có rửa dối đi là mình không lo như ngày xưa nữa, bởi vì hoàn toàn từ thiên nhiên. Đó là một điều mình cảm thấy rất là tuyệt vời, và mình bán được nhiều lắm, mà mình lan tỏa được rất nhiều sản phẩm của nhà Phú Thái nữa đấy ạ. Đại lý mới là cứ mua, cứ có combo mà khuyến mại là mình đều gửi và đều làm được, đó là lan tỏa được cái giá trị đây là giá trị tốt cho sức khỏe đấy ạ. Vậy thì hôm nay cái chương trình cũng không cho phép nhiều nên là mình xin dừng dừng lời ở đây và nhường lại mic cho MC, và chúc cho mọi người cũng sẽ luôn có năng lượng, luôn có sức khỏe thật tốt để chúng ta sẽ đi xa và sẽ có nhiều những cái thành tựu trong cái tháng 11 này. Xin chào cả nhà nhé. Em cảm ơn chị Nguyễn Minh rất là nhiều. Mọi người có thể gửi tặng chị Minh những bông hoa và những trái tim không ạ? Chia sẻ của chị thật là tuyệt. Đấy, mình chỉ cần kể câu chuyện của mình và thế là mọi người nghe và mọi người tự chốt đơn đúng không ạ? Thế thì để tìm hiểu kỹ hơn về các cái sản phẩm nhà Anpaso ấy thì Hằng xin mời sau đây là bạn Thu Hà đại diện cho nhãn hàng Anpaso sẽ lên chia sẻ với chúng ta các cái câu chuyện trong quá trình mà làm sản phẩm này, rồi những cái USP của sản phẩm. Xin mời bạn Thu Hà nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Phan Hằng và chị Minh đã chia sẻ rất là năng lượng trong cái đầu giờ ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Ở đây thì chắc là cũng có những anh chị mà cũng là lần đầu tiên gặp em Hà trên Zoom ấy ạ. Thì em Hà xin phép là giới thiệu, em là Thu Hà, hiện tại thì đang công tác ở Hà Nội và em ở bên nhãn hàng Anpaso. Thì bên nhãn hàng Anpaso thì cũng là một cái tình cờ, một cái cơ duyên là như này. Em là một người là ăn ít clean, và khi giữa năm 2022, có nghĩa là năm ngoái ạ,
Thì em uống cái dòng sản phẩm ngũ cốc happiness của nhà An Paso ấy ạ. Và sau khi đó thì em thấy ở trên cái bao bì là ghi nguồn gốc xuất xứ là ở Nghệ An. Và đặc biệt em là một người con ở Nghệ An ạ, nên là em rất là yêu thích cái dòng sản phẩm của quê mình. Nên là sau khi đó khi em sử dụng cái sản phẩm ngũ cốc happiness, em uống rất là em rất là thích sản phẩm này. Và em xin vào làm ở trong công ty. Và em đã làm việc ở An Paso cũng được hơn 1 năm rồi. Hiện tại thì em đang phụ trách chính cái kênh ở Dropy, đang làm quản lý kinh doanh ở An Paso. Nên là anh chị đại lý, anh chị tư vấn mà cần hỗ trợ trực tiếp trong cái quá trình bán hàng thì có thể là nhắn trực tiếp cho em Hà. Chị Hằng thì cũng vừa gửi ở bên bên đội ekip thì cũng vừa gửi cái đường link của cộng đồng nhà An Paso lên để cho các anh chị mà chưa có tham gia ấy thì là mình tham gia vào để chúng ta có thêm cái tài liệu để chúng ta bán hàng. Và em xin phép share slide nhé. Vâng, với cái xu hướng hiện tại ấy, là lên đến 86% là người dân Việt Nam khi mà được phỏng vấn ấy, thì phỏng vấn về cái vấn đề là nếu như mà có cơ hội mà sử dụng cái dòng thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch thì các anh chị có sẵn sàng bỏ tiền ra để tiêu dùng không ạ? Không ạ, thì là có lên đến 86% là người trả lời là sẽ đồng ý bỏ tiền ra để tiêu dùng, bởi vì là cái vấn đề này là một cái vấn đề rất là thiết thực, bởi vì là chất lượng cuộc sống ngày càng tăng lên thì con người ta sẽ quan tâm nhiều hơn về sức khỏe và đời sống của mình. Nhưng mà hiện nay ở trên thị trường thì cái thực phẩm bẩn rồi thực phẩm không rõ nguồn gốc thì là tràn lan. Đây là mọi người cũng hơi lo ngại khi mà đưa ra quyết định mà lựa chọn cái sản phẩm hữu cơ, sản phẩm an toàn. Vì vậy là cái xu hướng ăn sạch sống sống xanh thì đang là cái xu hướng để cho bản thân của những người mà quan tâm đến xu hướng này là giúp cho sức khỏe và sức khỏe của bản thân và những người thân yêu trong gia đình tránh khỏi được những cái bệnh tật và có một cái cuộc sống một chất lượng hơn. Vì thế là hôm nay em Hà cũng ngỏ một cái lời mời nhà Phú Thái, bởi vì là em biết là nhà Phú Thái có những cái dòng sản phẩm rất là lành lành rất là lành, rất là xanh. Đây là bên em thì có những cái dòng sản phẩm là ăn ăn sạch sống xanh ấy ạ. Nên là hôm nay em sẽ chia sẻ và An Paso thì có những cái dòng sản phẩm gì, và chia sẻ với mọi người biết là An Paso là một cái thương hiệu là thực chuyên cung cấp những cái dòng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ dành cho mẹ và bé, được làm từ nguyên liệu từ rau củ và các loại hạt dinh dưỡng. Thì An Paso thì có ba cái line hàng chính. Thứ nhất là cái sản phẩm mì rau củ này, thứ hai là sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng này. Thì trong cái bột ngũ cốc thì có cả ngũ cốc mẹ bầu, ngũ cốc lợi sữa. Bên cạnh đó thì bên em cũng mới ra ở trên kệ Dropy là dòng bột nêm ăn dặm An Paso. Thì nói nôm na về cái nguồn gốc của sản phẩm mì rau củ hữu cơ thì không biết là ở đây là có anh chị nào đã dùng cái sản phẩm mì rau củ hữu cơ của nhà An Paso chưa ạ? Nếu mà anh chị dùng rồi ấy, thì mọi người là comment số 1 vào trong khung chat giúp em ạ. Còn ai mà chưa dùng và cũng là lần đầu tiên mà tham gia Zoom của nhà An Paso ấy thì mọi người là comment số 2 vào đây giúp em ạ. Ở đây thì có chị Hằng đã dùng rồi này. Rồi. Có chị Thu này. Rồi. Chị Thường là chưa dùng này. Hai nhà thử gần hết rồi. Có không biết là anh chị Linh Tới là cũng chưa dùng này. Rồi, cũng 50-50 là có người đã trải nghiệm sản phẩm của bên em rồi, có người lại chưa trải nghiệm. Thì em nhờ ở đây là có hơn 41 anh chị chúng ta đang tham gia Zoom. Thì trừ đi ban tổ chức ra thì mỗi người nhấc trên một cái nhấp tay, chúng ta chia sẻ cái đường link Zoom này đến cho những anh chị trong đội nhóm của mình này, rồi những người mà khách hàng tiềm năng chẳng hạn, để chúng ta vào đây chúng ta tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này. Và cuối chương trình bên nhà An Paso có dành 3 phần quà, là trong đó có là combo là gồm mì rau củ và bột ngũ cốc để chúng ta trải nghiệm sản phẩm này.
nếu ai mà đã dùng rồi thì chúng ta có thể là dùng nữa hoặc là để tặng cho những người người thân xung quanh của chúng ta để trải nghiệm với dòng sản phẩm này. Còn ai chưa được dùng thì chúng ta có cơ hội để chúng ta nhận thêm cái phần quà này về để chúng ta trải nghiệm ạ. Mọi người có sẵn sàng không ạ? Rồi, mọi người dành cho em khoảng mấy giây, mọi người share giúp em rồi nhé. Vâng, cái dòng mì rau củ nhà An Paso thì có gì đặc biệt? Mọi người ơi, em là một người con từ vùng đất Nghệ An đầy nắng và gió. Và cái vùng đất này thì có một cái đặc là một cái vùng nguyên liệu của nhà cung cấp bên em. Là bên em có một trang trại là trang trại hữu cơ mọi người nhé. Trang trại hữu cơ là trồng rau, trồng các loại rau hữu cơ để sản xuất mì rau củ hữu cơ. Và cái đặc biệt là trong cái quy quy trình mà sản xuất của bên em ấy là một cái quy trình sản xuất khép kín. À, mọi người có thể hiểu nôm na rằng là cái quy trình sản xuất khép kín là như nào, từ cái nông trại cho đến khi mà ra cái sản phẩm là bên em là làm khép kín hết, là không có qua bất kỳ trung gian nào. À, mọi người có thể thấy là trên màn hình ấy là từ cái khâu mà gieo trồng ấy, à để nói trước cái khâu gieo trồng nhá, một cái khâu mà phức tạp là để mà trồng rau hữu cơ thì cái vùng đất đấy phải được canh tác và cải tạo trước đó 2 năm rồi mới được trồng này, là ở trong đất là không có tồn dư của các chất phân bón hóa học này, thuốc trừ sâu này. Và ở khi mà chúng ta gieo ấy thì phải gieo là giống thuần chủng, không dùng giống biến đổi gen. Là cái đặc biệt là khi mà chúng ta dùng những cái giống mà biến đổi gen ấy thì khi mà ăn cái sản phẩm đấy, thực phẩm đấy vào cơ thể thì nó sẽ là vô tình nuôi những cái gốc tự do ở trong cơ thể, mà nuôi những cái gốc tự do là nuôi tế bào ung thư ấy ạ, thì là sẽ làm tuổi thọ của chúng ta giảm đi đó. Nên là ở đây là một cái sản phẩm rất là tâm huyết của bên nhà An Paso. Và trong cái quá trình chăm bón thì bên em không có sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu hay là phân bón hóa học. Và khi mà thu hoạch về và sấy thì làm bằng cái công nghệ gì ạ? Thường ấy mì người ta sẽ làm về công nghệ sấy, là người ta có thể làm khô bằng là chiên này, hoặc là sấy trực tiếp này, hoặc là sấy bằng lưu huỳnh này. Còn bên em thì làm bằng công nghệ sấy lạnh. Cái công nghệ sấy lạnh này nó đặc biệt là nó giữ được cái hàm lượng vitamin có trong rau củ đấy, nên là khi mà chúng ta là vừa ăn mì lại cung cấp thêm nạp được rau vào cơ thể. Và cái sợi mì của bên nhà em thì là có đặc biệt là bên em là làm không phải là làm công nghiệp hết, mà bên em làm bán thủ công. Thì trong cái quá trình mà xe cuộn sợi mì thì được làm bằng cuộn bằng tay của những cái nghệ nhân mà rất là lành nghề, và người ta có rất là nhiều kinh nghiệm là làm mì đó, nên mới làm ngon được như vậy. Và khi mà sấy lạnh xong thì bên em đóng gói và bảo quản thành những cái hộp mì xinh xinh. Mọi người thấy là cái hộp mì rất là thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó thì là cái sản phẩm của bên em là không có phụ gia này, không có chất bảo quản này, và ăn vào không bị nóng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có thành phần là 30% là rau củ và còn lại là bột mì và nước, thì không chiên qua dầu, nên là khi mà chúng ta ăn vào thì trong cơ thể của chúng ta sẽ được gọi là cảm giác được cái sự thanh mát và không bị nóng. Ví dụ như chúng ta ăn mì tôm mà chúng ta nạp nạp dầu mỡ vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng là sẽ có cái hiện tượng là bị nóng trong ấy, và nhiều người sẽ bị nổi mụn ạ. Bên cạnh đó thì sản phẩm của bên em rất là lành, không có chất bảo quản, nên là ở những người mà có cái xu hướng mà ăn sạch sống xanh thì rất là phù hợp sử dụng cái sản phẩm này. Và mọi người có thể thấy là cái màu của mì của bên em thì nó không có quá là nổi bật, nhưng mà cái sợi mì của bên em ấy nó lại sợi mì màu tự nhiên từ rau củ, màu hồng từ màu mì củ cải đỏ củ dền này, màu xanh từ mì mầm lúa mạch và mì cải bỏ xôi, màu vàng là mì củ nghệ, màu đen là mè đen, màu màu vàng nhạt này là màu bí đỏ đó. Thì cái sản phẩm mì là nó có những cái đặc điểm như thế. Và ở sản phẩm bên em thì là đã chia sẻ với người là sản phẩm của bên em thì đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và đạt cái chứng nhận là hữu cơ. Nên là khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm mà có
nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ rõ ràng và có giấy tờ chứng nhận rõ ràng thì mọi người có an tâm không ạ? Có an tâm khi sử dụng không ạ? Rồi, tiếp theo nhé mọi người nhé. Và cái thành phần rau củ thì nó lên đến 30% như em Hà đã chia sẻ. Bên cạnh đó thì là hiện tại ở trên kệ ấy, là bên em đang có là 5 vị mì, gồm hai loại là vị mì dành cho cả gia đình ăn và vị mì cho các bé ăn từ độ tuổi ăn dặm thì có thể là sử dụng được rồi. Các bé từ 6 tháng tuổi thì có thể dùng cái dòng mì ăn dặm. Mọi người có hỏi là cái dòng mì này nó khác gì so với cái dòng mì gia đình. Thực tế là cái sợi nó bé hơn, còn thành phần thì nó vẫn là giống nhau, có vị cải bò xôi, vị mầm lúa mạch, vị sâm cáp, mì củ nghệ, mì mầm lúa mạch, mì củ cải đỏ, củ dền. Và bên em có cái set này, set về ngũ sắc ngũ vị thì có 5 vị ở trong này. Một set như thế này là 328.000. Mọi người có thể là bán theo cái set này, hoặc là mọi người là muốn trải nghiệm được nhiều vị mì trong một set thì mọi người là nên mua cái set này. Đó, bên em thì đang bán là best seller cái set này ạ. Rồi mọi người, cái dòng mì ăn dặm ấy là một cái dòng mà kiểu trẻ con bây giờ rất là thích ăn mì mọi người ạ. Nên là trong cái mì tôm thì nó cũng không có dinh dưỡng gì đâu. Nên là các mẹ có thể là lựa chọn cho con mình sử dụng những cái sản phẩm, những cái sợi mì mà có vừa có rau củ này, vừa bổ sung thêm chất xơ này, vitamin này, những khoáng chất thiết yếu cho con yêu của mình. Mà cái dòng này thì rất là dễ chế biến. Mọi người chỉ cần là đun sôi trong vòng 5, đun sợi mì trong vòng 5 phút ấy thì là sợi mì sẽ chín và mọi người sẽ có thể làm nhiều món, món xào, món luộc, món món nấu, món trộn, món gỏi gì đều ok hết. Và bên cạnh cái sản phẩm là mì rau củ ấy thì cũng không thể là không nhắc tới dòng bột ngũ cốc, mà cái dòng này là em rất thích. Trước mắt là cái dòng ngũ cốc Happy Nut ấy, thì lúc nãy là có chị Minh chia sẻ. Thật ra ấy, khi mà bên em bán hàng thì cũng có rất là nhiều đối tác, nhưng mà chị Minh là em rất là bất ngờ, là chị Minh không cần tham gia các buổi đào tạo mà chị Minh là tự tìm cái sản phẩm này và chị Minh trải nghiệm. Đúng là khi mà chúng ta trải nghiệm giống như bản thân em ấy, khi mà em uống cái ngũ cốc này là em thấy cái vị ngọt nó vừa phải này, nó có cái mùi thơm tự nhiên từ các loại hạt, và trong cái sản phẩm bột ngũ cốc Happy Nut ấy là nó có cái một chút bột dừa, một chút bột dừa, nên là khi mà chúng ta uống vào ấy là cảm giác rất là mùi, rất là thơm. Và đặc biệt là em buổi sáng em hay đi làm muộn nên là em không có nhiều thời gian để em ăn sáng ở ngoài. Nhưng mà trên thực tế là thực ra là ăn bún miến phở ở ngoài em không thích đâu ạ, vì rất là ngán. Thế thì nhanh, cái giải pháp và nhanh gọn lẹ là chúng ta uống một cốc Happy Nut. Ở nhà em thì cũng luôn để sẵn ở ở nhà một ít một cốc để lúc nào mà em buổi tối em đói bụng là em cũng lấy em pha em uống, kiểu nhỡ nhỡ bữa ấy, thì mình uống cái này thì bổ sung dinh dưỡng. Và khi mà em đi tập thể dục như đợt vừa rồi em chạy 21 cây ấy, thì em có uống cốc Happy Nut này thì em chạy được 21 cây, em uống hai gói ạ. Và trong cái quá trình mà chạy em chạy thì em có uống thêm nước và hoặc ăn thêm hoa quả của ban tổ chức. Bên cạnh dòng ngũ cốc Happy Nut ấy, thì có dòng ngũ cốc mẹ bầu và ngũ cốc lợi sữa, thì các loại sản phẩm của bên em ấy mọi người có thể là ấy là dòng sản phẩm của bên em là có một cái sự đặc biệt là không có chất bảo quản, không có phụ gia và không có và đặc biệt là có giấy tờ đầy đủ chứng nhận rõ ràng. Đến với cái dòng mà ngũ cốc của bên em thì nó đang nằm ở cái phân khúc cao, là đạt được những cái tiêu chí là về chất lượng này, hình thức sản phẩm này, đầy đủ giấy tờ đảm bảo này, và có cái hàm lượng chất dinh dưỡng nó cao, những cái loại hạt dinh dưỡng nhiều dinh dưỡng lên đến 41%, và cái sản phẩm này nó dễ uống và không bị ngấy. Chúng ta biết là ở đây thì có anh chị, có chị nào mang bầu sinh con này, chúng ta có thể là thấy là trong cái quá trình mà mang bầu ấy thì cái tổ chức y tế WHO có đưa tin rằng là có lên đến 90% là phụ nữ khi mang thai thì gặp những cái vấn đề như là nghén, ốm nghén. Thì trong cái quá trình ốm nghén là do bản thân của
người phụ nữ đấy là thay đổi nội tiết tố này và thiếu những cái dưỡng chất. Mà các mẹ mẹ, mẹ bầu ấy thì khi mà mang bầu thì sẽ bổ sung dinh dưỡng bằng các cách như là sữa bầu này, rồi uống ngũ cốc này, hoặc là ăn uống đa dạng các thứ, chế cần một cái chế độ dinh dưỡng nó khác so với cái chế độ bình thường. Tuy nhiên thì khi mà mang bầu thì cái vị giác rất là nhạy cảm, và uống những cái dòng mà sữa bầu ấy, thì những cái dòng sữa mà nó có nguồn gốc từ động vật ấy, thì nó sẽ gây một cảm giác bị ngai ngái, bị buồn nôn. Và khi mà bầu chúng ta bị hay bị nôn, hay có hiện tượng là bị nôn, ăn vào nôn ra hết. Nhưng mà cái sản phẩm là bột ngũ cốc thì là có nguồn gốc từ thực vật và không có đường, nên là không có ảnh hưởng đến thai kỳ, và cái mùi vị nó cũng là tự nhiên, nó không có bổ sung thêm hương liệu gì cả, nên là không có bị gây là khó chịu và buồn nôn. Sản phẩm của bên em thì gồm những cái loại hạt dinh dưỡng có chất dinh dưỡng cao lên đến 41%, và những cái loại gói thì nó rất là tiện, các mẹ có thể là mang đi bất cứ đâu, bỏ trong túi một vài gói đó lúc nào mà có thể là dùng bữa sáng hoặc buổi chiều, hoặc là khi nào mà mọi người đói bụng mà mọi người không ăn được ấy, thì mọi người bổ sung dinh dưỡng vào đường uống, thì cái này sẽ là kích thích cái sữa mẹ về nhiều này, và chống táo bón cho mẹ và bé này. Bên cạnh đó thì giúp con ngủ ngon. Đây là cái sản phẩm này, cái công dụng này của sản phẩm ngũ cốc nội sữa. Thì ngũ cốc mẹ bầu và ngũ cốc nội sữa thì nó cũng xem với nhau, nhưng mà cái dòng sản phẩm ngũ cốc lợi sữa thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn, và trong cái thành phần mà của ngũ cốc lợi sữa thì nó có cái sự khác biệt là nó có cái hạt ý dĩ, thì nó sẽ giúp cho mẹ là chống tắc cái tia sữa ấy ạ. Đó, thế là các mẹ là khi mà sử dụng ngũ cốc lợi sữa thì là sẽ tránh được những cái gọi là cái trường hợp vật tắc tia sữa, vì đây là tránh nhá, không phải là hoàn toàn nhá mọi người nhá. Mọi người phải là có những cái biện pháp như là khi mà sinh ra thì thi thoảng sẽ bị là tắc tia sữa, thì các mẹ sẽ trước khi mà vắt sữa thì các mẹ sẽ chườm khăn ấm vào ở bầu ngực, rồi uống nhiều nước ấm và uống cốc trước khi mà vắt sữa là 1 tiếng cho đến tầm khoảng trước 1 tiếng. Và cái sản phẩm cốc lợi sữa tiện lợi này thì cũng giúp cho mẹ sau sinh là giữ giữ cái vóc dáng ở cái mức cân đối ấy. Thường thì là có như này, các mẹ mà chăm các mẹ bầu ấy thì là hay cho ăn móng giò heo, rồi cho ăn những cái đồ một kiểu rất là nhiều chất dinh dưỡng, thì sẽ bị kiểu mẹ bị ú ra ấy, mẹ bị tăng cân ấy ạ. Nhưng mà khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì cũng bổ sung một cái hàm lượng dinh dưỡng nhất định, nhưng mà không gây tăng cân. Chị Thúy Hoa đang dùng loại này ạ. Vâng, cảm ơn chị đã tin dùng cái dòng sản phẩm của nhà An Ba Sô ạ. Và trong cái thành phần của bột ngũ cốc tiện lợi, bột ngũ cốc lợi sữa tiện lợi thì có cái thành phần là tinh bột nghệ, nó khác với sản phẩm mẹ bầu nhá. Nó có thêm thành tinh phần tinh bột nghệ thì là sẽ giúp là điều hòa khí huyết và lưu thông máu, giúp làm đẹp da. Đó, rất là nhiều cái công dụng. Bên cạnh đó thì mọi người em mời mọi người tìm hiểu cái dòng sản phẩm là nêm của bên em. À, cho mọi người xem là cái dòng sản phẩm của em thì đạt được cái chứng nhận ở những cái giấy tờ thể hiện rằng là cái sản phẩm này có nó có gốc rõ ràng và đặc biệt an toàn cho đối tượng mẹ bầu, rồi mẹ bỉm sau sinh sử dụng. Những cái đối tượng này là những cái đối tượng là nhạy cảm, dùng cái gì cũng phải gọi là kiểm tra rất là kỹ và khắt khe, bởi vì không chỉ uống vào cho mẹ mà uống vào cho quả con nữa, mà hệ đường ruột của con nhỏ thì rất là non nớt, nên là chúng ta phải 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 là lựa chọn rất là khắt khe khi mà sử dụng sản phẩm này. Bên cạnh cái dòng sản phẩm cốc thì bên em đi theo cái quy trình là khi mà mẹ bầu nhá, mẹ bầu xong rồi mẹ sinh con ra,
sinh con ra thì cho con ti 6 tháng, 6 tháng đầu, 6 tháng đầu xong rồi con ăn dặm. Con ăn dặm thì các mẹ ngày xưa ấy, ông bà ta thường có một cái thói quen là khi mà cho con ăn dặm ấy, cho cháu ăn ấy, thường cho thêm gia vị. Hoặc là bây giờ thì các mẹ không cho con ăn gia vị dưới 1 tuổi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì dưới 1 tuổi là con không ăn được muối và đường. Bởi vì là cái hệ tiết niệu của con rất là non nớt. Nhưng mà không cho ăn gia vị đường muối. Nhưng mà các mẹ có thể là nấu nước dashi này. Ở đây thì không biết là có ai đang nuôi con nhỏ không ạ? Khi mà các mẹ nuôi con ấy thì sẽ cho con ăn dặm bằng những cái phương pháp nào ạ? Mọi người có thể kể tên dưới này cho em Hà biết được không ạ? Chúng ta hãy comment nhiệt tình để cuối buổi này chúng ta có gọi là cái vía để chúng ta nhận những cái phần quà mini game từ nhà cung cấp. Biết đâu là khi mà nổi tên của chúng ta lên nhiều thì là vũ trụ sẽ thấy và tí nữa vũ trụ sẽ cho chúng ta thấy may mắn nhận được những phần quà từ hai nhà cung cấp ấy. Ở đây thì có chị Như thì đang nấu nước mía rau củ quả. Chị Thường à, chị Thường thì đang nuôi con nhỏ đó. Thì các chị có thấy là con của chúng ta ấy thì thi thoảng là chúng ta đi mua cháo ở ngoài ấy, thì có chị này là chia sẻ là con ăn dặm tự chỉ huy. Em cũng chia sẻ luôn, em thì chưa con cái gì đâu nhưng mà em cũng tìm hiểu rất là nhiều về ăn dặm thì em biết được là cái phương pháp ăn dặm là ba, bao gồm là ba phương pháp. Như ở đây thì có chị là chia sẻ là cái phương pháp dặm từ chỉ huy là cái phương pháp ở những năm gần đây thì là các mẹ áp dụng rất là nhiều. Cái ưu điểm của phương pháp này thì giúp cho là con sau này con độc lập, con tự ăn được cùng với gia đình của mình, chúng ta không phải đù không phải đút rồi không phải bón, không phải mất nhiều thời gian để đi theo con là con thích ăn gì thì mẹ chiều đó. Còn cái phương pháp truyền thống là cái phương pháp mà cho ăn cháo ấy, ăn những đồ mà xay mịn này, và phương pháp là theo kiểu Nhật. Thì ba cái dòng phương pháp này thì có thể là sử dụng cái ở một đêm của bên em được. Bởi vì sao ạ? Cái dòng sản phẩm của bên em có gì đặc biệt, mọi người cùng tìm hiểu nhé. Cái sản phẩm này thì bé từ 6 tháng tuổi là có thể dùng được rồi. Bởi vì cái sản phẩm của bên em được làm ngọt, được tạo cái độ ngọt từ rau củ. Sản phẩm của em, bên em thì được tạo cái độ ngọt từ rau củ và độ mặn cũng từ rau củ luôn. Như là củ cải đường, quả ngọt là những cái thành phần mà để tạo nên cái độ ngọt của cái dòng một đêm này. Và độ mặn từ đâu ạ? Nó sẽ mặn vừa phải thôi, nó phù hợp với cái gia vị của trẻ con. Là độ mặn được tách ra từ những cái loại rau cũng như là nấm hương, rong biển và chiết xuất từ nấm men. Thì bên em thì hiện tại đang có 4 vị chính, đó là vị rau củ này, vị nấm hương này, vị rong biển này, vị mang tây. Đó là có 4 vị. Và cái đặc điểm của sản phẩm bên em là hoàn toàn từ thiên nhiên và không có bột ngọt, không có muối đường, không có phẩm màu, không có hương liệu và không có chất bảo quản. Đây là một cái lựa chọn rất là an toàn cho con yêu của các mẹ ở trong này. Đó, các mẹ nào mà đang nuôi con nhỏ thì có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đặc biệt là những cái mẹ mà cho con ăn theo cái phương pháp là kiểu Nhật ấy thì các mẹ sẽ không phải mất thời gian để các mẹ nấu nước dashi, mà các mẹ có thể là dùng cái bột nêm này. Cái bột nêm này là cái bột nêm rau củ đặc lại ấy. Cô đặc được đun và cô đặc trong vòng 8 tiếng. Thì bình thường các mẹ mà cho con ăn dặm thì các mẹ bổ sung thêm cái nước dashi, nước rau củ ấy thì cũng phải mất thời gian để đun hầm và chuẩn bị rau củ. Thì một cái hộp này nó tương đương với hơn nửa kg rau, thì là các mẹ không phải mất thời gian mà cũng nó rất là kinh tế. Bởi vì sao ạ? Khi mà các mẹ nấu một cái nồi nước dashi ra ấy thì không phải là dùng hết một lần luôn mà các mẹ là phải bảo quản ở tủ lạnh.
mà bảo quản ở tủ lạnh thì chúng ta cũng không thể mà kiểm soát được, bởi vì trong tủ lạnh thì cũng có những cái vi khuẩn khi mà chúng ta bỏ vào thì sẽ bị lây lây khuẩn chéo ấy ạ, nên là nó sẽ không được an toàn. Và tại sao thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này? Bởi vì cái dòng sản phẩm này thì là một cái dòng sản phẩm nó rất là an toàn, nó không hề có muối đường bổ sung, và nó được làm từ cái hương vị từ rau củ, là nuôi dưỡng và kích thích vị giác của các con rất là an toàn, để kích thích các con ăn ngon hơn. Ở đây bố mẹ nào mà nuôi con mà không muốn con mình là ăn ngon ngủ ngon không ạ? Đó, đây là cái gia vị mà kích thích con mình ăn ngon hơn ạ. Và vị ngọt rất là tự nhiên và rất là dễ sử dụng. Một lọ như thế này là 60 gram. Thì em tính ra nhá. Đang tính là một khay là 200, là 220 nghìn. Thì một lọ nó sẽ, các mẹ có thể là dùng trong vòng 10 ngày. Một ngày thì một lần mà nêm ấy thì các mẹ chỉ nêm tầm 2 đến 3 gram rồi, em tính tiền nào là một lần nêm chỉ có mất có 3.000 thôi. Mà các mẹ nào mà làm ở trong dropy ấy thì cho con dùng cái sản phẩm này để tiết kiệm được nhiều hơn, vì mà các mẹ được mua cái giá có chính sách của cộng tác viên, có chính sách của đại lý, nên là chúng ta sẽ mua được cái giá nó tốt hơn, và chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho gia đình mình, vừa từ bố mẹ cho đến con cái thì đều được dùng những cái dòng sản phẩm rất là sạch, rất là lành từ Anpaso. Ở đây thì có anh chị nào chưa tham gia cái nhóm của Anpaso thì các anh chị vui lòng tham gia ngay để chúng ta nhận được những cái phần ưu đãi, những cái thông tin từ nhà cung cấp. Hôm nay thì em cũng đến đây và chia sẻ với mọi người tại sao thì chúng ta nên sử dụng cái dòng sản phẩm này. À, ở đây có chị Hoài Thu. Chúng ta nên sử dụng cái dòng sản phẩm này, là cái dòng sản phẩm nó rất là lành và tự nhiên, nó an toàn. Bản thân em thì cũng làm ở công ty đây, cũng vừa cho gia đình nhà em sử dụng những cái dòng sản phẩm của công ty, và xuất phát từ nhu cầu của là sếp của bên em thì cũng có nuôi con nhỏ, và cái hành trình mà từ khi mà mang bầu cho đến khi mà sinh ra, rồi đến khi mà cho con ăn, cho con tập ăn thì cũng là dùng phát sinh từ cái nhu cầu của gọi là của gia đình ấy ạ. Và cũng đây là một cái định hướng là em thấy là cái dòng một nêm này ấy thì hiện tại ở trên thị trường là cũng ít người bán. Nếu như mà anh chị vào bán cái đợt này thì các anh chị là người, là những cái người mà đi đầu thị trường đó. Những người đi đầu thì luôn là nắm cái thế chủ động, mà chúng ta không bị cạnh tranh bởi những cái sản phẩm khác, bởi vì chúng ta cái sản phẩm của nhà Anpaso thì giá cả nó cũng phù hợp, và đặc biệt nó không có muối đường bổ sung, rồi nó rất là an toàn và nó rất là minh bạch, có đầy đủ các giấy chứng nhận mà bên nhà cung cấp đã up lên ở trên hệ thống thì mọi người có thể tải về để mọi người xem. Hôm nay thì cũng rất là vui khi mà được chia sẻ đến các anh chị là cái dòng sản phẩm gọi là ăn lành tự tâm, rất là thiên nhiên, rất là xanh, rất là sạch, và đúng mình khi mà mình kinh doanh những cái dòng sản phẩm mà theo cái xu hướng ấy, chúng ta luôn là người kinh doanh bền vững. Xin chúc cho các anh chị ở hôm nay tham gia chương trình này thì chúng ta nhận được nhiều giá trị, không chỉ là của nhà Anpaso đâu, và chúng ta còn nhận được nhiều giá trị từ nhà Phú Thái. Và sau đây thì em xin nhường sân khấu lại cho MC xinh đẹp của chúng ta là chị Phan Hằng. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Thu Hà nhé. Mọi người hãy gửi cho Thu Hà thật là nhiều hoa và tim đi ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Có thể nói rằng là mỗi lần nghe Hà chia sẻ thì chị lại cảm thấy là yêu, rất là yêu các cái sản phẩm nông nghiệp của đất nước mình. Yêu những cái con người mà làm việc có tâm và tận tụy với nghề. Cả nhà có thấy như vậy không ạ? Đất nước của chúng ta ngày càng phát triển và có rất là nhiều các cái sản phẩm tốt. Bên cạnh các cái sản phẩm về thực phẩm thì cái ngành các cái sản phẩm home care ấy, thì cũng nhận được cái sự quan tâm của những cái người mà có lối sống xanh. Thế thì hiểu được cái điều này thì công ty dược phẩm Phú Thái đã quyết tâm đưa bộ sản phẩm home care từ đất nước Ý xinh đẹp về với Việt Nam để phục vụ cho nhu cầu bà con.
Với các anh chị em nào mà đã sử dụng sản phẩm nhà Phú Thái ấy, thì có thể cho Hằng xin một vài cái feedback ở trên khung chat. Và cũng ngay sau đây thì Hằng xin giới thiệu đến mọi người chị Kim Ngọc đến từ thành phố Hạ Long xinh đẹp sẽ lên chia sẻ với chúng ta đôi điều về cái quá trình sử dụng sản phẩm của chị. Xin mời chị Kim Ngọc lên sân khấu ạ. Cảm ơn bạn Phan Hằng nhé, rất chi là xinh đẹp đã giới thiệu Kim Ngọc lên đây để chia sẻ với các anh các chị buổi tối ngày hôm nay. Em xin giới thiệu với các anh các chị, em tên là Kim Ngọc, năm nay em 47 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Hạ Long. Em cũng rất vui khi hôm nay được đến đây để giao lưu với các anh các chị trong buổi tối ngày hôm nay. Em thì em làm em xin giới thiệu là em làm may. Thế nhưng mà mình cũng nghĩ là tuổi mình cũng có rồi nên là cũng không thể nào mà làm mãi cái nghề ấy được. Thế nên là em cái cơ duyên thì em tìm đến Ruby thì em để kinh doanh để kiếm thêm nguồn thu nhập thứ hai. Đó. Thế nhưng mà khi đến với Ruby rồi thì cái điều em băn khoăn nhất là không biết mình nên bán cái gì mà mình lựa sản phẩm nào để làm sản phẩm chủ động. Thì cũng may mắn cho em là được bạn thuyền trưởng Leader Hải Phượng. Bạn ấy đã giới thiệu cho em một cái dòng sản phẩm đó là nước giặt Ecolova của Phú Thái và nước rửa chén và nước tẩy rửa bồn cầu. Thì đương nhiên là khi mình đã biết đến cái sản phẩm này rồi thì trước nhất mình phải chốt cho chính bản thân mình, đúng không các anh các chị? Mình phải chốt cho chính bản thân mình đã. Thế là em mua luôn một combo về để dùng thử. Thì cái điều đó là rất là tuyệt vời mình, bởi vì mình là một người phụ nữ mà trước nhất là chăm chút sức khỏe gia đình nhà mình đã. Đó thì hôm đấy em về thì em đã trải nghiệm cái nước rửa chén đầu tiên, thì em mang ra em rửa chén. Thì thường thường là cái nước rửa chén này đấy thì thường là em phải đeo bao tay, thế nhưng mà hôm đấy em đã mới bỏ hết bao tay ra để em rửa chén thì em thấy cái da tay của mình nó rất là mềm mà cái mùi hương nó lại dễ chịu. Đó, mà rửa nhá thì nó lại không có chất tạo bọt nhiều. Thế nhưng mà sao bát đĩa nó lại sạch đến như vậy? Đó, thế thì hôm nay em lại chia sẻ với các anh các chị một cái như trải nghiệm như này nữa. Là bé như em thì thường thường là hay thích ăn cá nước ngọt. Thật tình là sống ở biển nhưng mà bé lại thích ăn cá nước ngọt. Thế thì thường là em mua về đấy thì em hay phải, ví dụ là rửa nước muối chẳng hạn. Thế nhưng mà hôm đấy thì em mới mang 3 miếng cá ra. 2 miếng thì em rửa bằng nước rửa chén. Đó, em hòa ra xong em cho 2 3 giọt nước rửa chén vào em rửa cá, và 1 miếng thì em cho vào em rửa với nước muối. Thế nhưng mà cái điều mà em thấy nó tuyệt vời đến mức độ không thể nào mà tin được, thì cái nước rửa chén mình rửa cá đấy thì nó không sạch, nó không còn một tí rớt nào mà nó đẩy hết cái mùi tanh ra, mùi tanh của cá ra. Đó, thế xong rồi em mới thấy nó tuyệt vời quá, thế em mới quay lại cái video đấy, em quay quay lại cái video đấy thì em chia sẻ với gia đình. Trước nhất là mình phải chia sẻ với gia đình nhà mình đã, thì anh chị em cứ bảo ô sao mà nó lại tuyệt vời thế, thế thì chị mua giúp em với thế để về em dùng. Thế xong này à, mọi mới đầu mọi người lại thắc mắc chứ, bảo cái gì mà làm sao nước rửa chén mà lại đi rửa cá được, không biết là bác có nhầm không. Bảo không nhầm được, đây nó là hữu cơ mà nó an toàn tuyệt đối luôn, an toàn tuyệt đối mới lại nó là tinh chất của dầu dừa. Đây chị cho em xem, nó rất chi là thơm mà nó thơm nhẹ. Thế nên chị em bảo ôi dồi, sản phẩm tốt thế này mà bác không chia sẻ với các anh các em gì cả. Thế bảo ừ được rồi, cứ yên tâm là như thế đó. Thế là mình chia sẻ cho anh chị em nhà mình dùng, xong nữa là bạn bè thân thiết nữa. Thì cái điều tuyệt vời hơn là khi mình nhấc cái miếng cá mà nó ngâm muối ấy, thì nó chỉ sạch rớt thôi chứ nó lại không đẩy được những cái mùi tanh đi đó. Thì em thấy là cảm cảm nhận được rằng cái nước rửa chén của Phú Thái này rất chi là tuyệt vời luôn. Đó. Thế vì sau ban đầu em lại mang nho và hoa quả ra em ngâm. Thì thật tình là nó đẩy được những cái chất bọt ấy. Thì chắc là em nghĩ là cái hoa quả này nó có thuốc. Khi mình thả vào thì nước nó rất chỉ là trong bình thường như vậy. Nhưng vì sau nó ngầu ngầu cái chất bọt, kiểu cái chất bọt lên ấy, nó đẩy lên. Thì mình nghĩ rằng là đây nó là cái hóa chất để cái nước nước rửa chén nó đẩy được ra. Đó, thì em thấy là cái dòng sản phẩm này rất chi là tuyệt vời. Thế là em quay hết lại cái video đấy và chia sẻ với mọi người. Nhưng mà mình đã biết đến cái dòng sản phẩm này thì rồi thì chắc là thị trường mà bán nước rửa chén khác thì không bao giờ bán được cho em. Nói thật luôn, nó là như thế.
Và cái sản phẩm thứ hai là em cũng tâm đắc nhất, nó là cái sản phẩm nước giặt Ecolova. Thì thường là em chia sẻ với các anh các chị là con nhà em là thường thường là cháu đi học thì áo trắng đấy thì nó là mực là một này, thứ nhất, thứ hai là nó mốc mốc nữa. Thế nhưng ngày xưa thì mình chị em mình là cứ phải dùng thuốc tẩy, nó có hóa chất đúng không? Thế là tẩy thì mỗi một lần tẩy thì nó say đến nỗi mà kể cả mình bịt khẩu trang rồi nó vẫn say, mà dùng găng tay rồi nó vẫn cứ kinh. Mình rửa đi rửa lại 3 4 lần rồi nhưng nó vẫn cứ kinh cái mùi thuốc tẩy đấy, đúng không các anh các chị? Thế nhưng mà khi mình giặt cái nước giặt Ecolova lại, ôi làm sao nó tuyệt vời thế không biết đi chứ, cho được quá khoảng độ 2 phút. Hôm đấy chính thức là em tẩy cái áo trắng cho con em được đúng 2 phút. Thì mình giặt xong rồi một cái, ôi mình vò mình bảo quay lại làm sao mà cái nước giặt này nó lại hay đến mức độ như vậy. Cái da tay thì nó lại rất chi là mềm. Và thứ nhất, thứ hai nữa là những cái nó chỉ đẩy những cái chất bẩn đi thôi. Còn đâu cái mùi vải ấy, thì nghĩa là vải thì thường thường là có vải trắng trong và vải trắng đục. Khi mình tẩy đấy thì những cái thuốc tẩy hóa chất kia thì nó sẽ loang lổ cái trắng trắng đục ấy, là nó sẽ loang ra. Thế nhưng mà riêng cái nước tẩy của Ecolova này thì nó chỉ trả lại cái màu vải như cũ thôi, nó đẩy chất 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 bẩn ra và cái màu vải vẫn y chang như vậy. Thì các anh các chị có thấy có là tuyệt vời không? Thế là em tỉ mỉ em mang em quay lại hết, em quay hết lại đó, quay lại xong rồi bắt đầu có lần thì em còn phát trực tiếp thì mọi người cứ tò mò, mọi người bảo mực bút bi thì làm sao mà giặt được, thế mà thế là em cứ lấy bút em gạch vào, em gạch vào để xem, em phát cho mọi người xem thì mọi người ui dồi hay thế, công nhận có thuốc tẩy như thế. Và bảo như thế này đây đây này, em giặt bằng tay thôi, còn đâu em sẽ cho các chị xem trực tiếp máy giặt nhà em đó. Thì thường thường là chị em mình dùng cái nước tẩy ví dụ như là Omo chẳng hạn, mình giặt đấy thì chỉ cần 1 tháng thôi, đến tháng thứ hai mình không tẩy cái lồng máy giặt đấy thì nó rất chi là hôi cho quần áo, đúng không các anh các chị? Nó bẩn một cách kinh khủng luôn, mà nó ẩm kiểu nó dạng nó không được thơm, cho dù mình xả rồi nhưng nó vẫn cứ không thơm. Thế nhưng mà khi mình em giặt cái nước giặt của Ecolova này, từ ngày em giặt đến bây giờ thì hầu như cái lồng máy giặt của em không bẩn nữa đó, và nó rất chi là tiết kiệm nước. Cái thứ hai nữa là em tâm đắc nhất một điều được rằng là như này, ví dụ như là mình giặt trời trời mà nó không được nắng, chị em mình phơi đấy thì nó kể cả là cho dù nhá mình có phơi ở ngoài trời đi chăng nữa, xả công phơ rồi mà nó vẫn cứ hôi, đúng không các anh các chị? Rất chi là hôi. Thế nhưng mà riêng cái nước giặt của Ecolova này thì lại như này, 2 ngày mà không nắng thì cái mùi hương của nước giặt nó vẫn cứ ngấm vào cái áo của mình, mà nó thoang thoảng nó thơm nhẹ thôi, làm cho mình cảm thấy rất chi là dễ chịu, đúng không các anh các chị? Rất chi là tuyệt vời. Thì nói chung là đây là phải cảm ơn nhà sản xuất Phú Thái rất là nhiều, bởi vì mang lại cho chị em chúng mình, nghĩa là những người phụ nữ nội trợ, một sản phẩm rất là tuyệt vời. Mà để mà nói thì chắc là kể về 2 cái sản phẩm này em phải nói hết đêm mất, thật sự là như thế. Ôi dồi ôi, dùng nó thích luôn. Cái thứ ba nữa là cái nước tẩy bồn cầu. Cái tẩy bồn cầu thì trước mỗi một lần tẩy em khổ sở, em say kinh khủng luôn, toàn phải nhờ ông xã tẩy hộ thôi. Toàn phải nhờ ông xã tẩy hộ. Thế nhưng mà đến khi mình mang cái sản phẩm này về rồi thì có khả năng ngày nào mình cũng tẩy được, bởi vì nó cái mùi thơm nó nhẹ 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 này, nó thơm nhẹ nhẹ, xong rồi nó làm cho dễ chịu, xong rồi nhà nó cứ sạch bóng ngay đấy, thì mình rất chi là tâm đắc luôn, nó là như vậy. Thế nên là em bảo là 3 cái dòng sản phẩm của Phú Thái này thì đúng là nhiều lúc nhá em bán cho khách hàng em hỏi các anh các chị là chị ơi chị dùng sản phẩm bên em thế nào, thế xong rồi em trêu các anh các chị bảo là thế đánh giá cho em được mấy sao, xong mà các anh các chị trêu em à, em ấy anh nói thật mấy em là sản phẩm ở bên em được hẳn 5 sao bây giờ anh cho 7 sao rồi đó. Thì chị, các anh các chị có thấy là sản phẩm của Phú Thái rất là tuyệt vời, mà đây nó là sự thật chứ không có cái gì gọi là mình nói thêm hay là nói bớt vào. Nhưng mà tâm đắc nhất với em nó là nước rửa chén Phú Thái. Rửa cá xong cái miếng cá nó trắng phau luôn à, nó không còn một cái tí máu tanh nào ở trong cá luôn. Em đã thử một bên là em thử muối, rửa muối, và một bên thì là em rửa bằng nước rửa chén. Thì cái nước rửa chén đấy thì nó còn sạch hơn, nó sạch hết rớt mà nó đẩy hết cái chất tanh ra ngoài. Còn đâu là cái bên kia thì nó chỉ tẩy được mỗi rớt thôi, còn nhưng mà cái chất tanh với máu nó vẫn còn đọng bên trong.
Đấy là hai cái đấy là chính bản thân em là người thực chiến và em đã trải nghiệm thì nó rất là tuyệt vời luôn. Và đây mong đây cũng cảm ơn tất cả các anh các chị ở trong phòng hôm nay đã lắng nghe buổi chia sẻ của em. Nhưng em là một người phụ nữ thì em sẽ chọn nước rửa chén và nước giặt Evaco và nước tẩy bồn cầu ở bên Phú Thái mà dùng trọn đời luôn. Đúng là như thế. Bởi vì sao? Chị em mình thì thường thường là chăm sóc sức khỏe cho gia đình, đúng không các anh các chị? Thì mình phải chọn những cái dòng sản phẩm nào mà nó an toàn tuyệt đối, mang lại sức khỏe cho gia đình thì mình sẽ chọn. Còn giá cả thì nó lại cứ không có đắt, đúng không? Mà nó lại rất chi là rẻ. Kể cả là nước giặt cũng thế. Vừa tiết kiệm được không phải tẩy lồng máy giặt, vừa tiết kiệm được nước, quần áo lúc nào cũng giữ mùi hương thơm. Em thì em làm cái nghề may này, nó liên quan đến vải vóc mà. Thì thường thường này em hay chia sẻ cho khách hàng ấy là nhà chị dùng cái nước giặt gì. Thế mọi người bảo ui rồi bây giờ thì cũng chỉ dùng nước giặt Omo chẳng hạn hoặc các thứ linh tinh thôi chứ biết dùng cái gì bây giờ hả em? Thì em lại chia sẻ ui rồi thế thì cái máy lồng máy giặt nhà chị có hay bị bẩn không? Hay là quần áo của chị nó nghĩa là không được lắng nó có hôi không chẳng hạn? Thế bảo eo ơi kinh lắm em ạ, à, nếu như không được lắng phải đem ra giặt lần thứ hai. Thế bảo thôi em tặng cho chị một ít chị về chị dùng thử, mà nếu như mà chị ok thì lần sau chị chọn sản phẩm bên em nhé. Thế là khi mình đã trao cho họ một cái gì đó thì họ tin tưởng họ dùng, thì họ dùng xong rồi thì á đến khi họ thấy mê quá là bắt đầu họ cứ bảo em ơi em đặt hộ chị một combo với. Đấy nó chỉ có đơn giản như vậy, bởi vì mình là người thật việc thật nên là hôm nay em chia sẻ với các anh các chị ở trên đây ai cũng có thể là phải mua về để trải nghiệm. Đúng thật nó là như thế, áo trắng đục thì nó sẽ trở về với cái màu áo của mình bình thường chứ nó không như cái thuốc tẩy kia mà nó cứ loang lổ ra. Đúng là như vậy. Còn đâu là cái áo trắng trong thì mình tẩy đến đâu nó sạch đến đấy, nó sẽ để y chang, nghĩa là mình giặt như nào thì cái màu vải nó chỉ đẩy những cái chất bẩn ra thôi, còn cái màu vải nó y chang như cái màu vải cũ, nó không bị loang lổ nữa. Đấy thì hai ba cái sản phẩm của Phú Thái này là rất chi là tuyệt vời mà được tất cả hai bên gia đình nhà em, anh chị em nhà em, họ hàng nhà em đang dùng và đang trải nghiệm, mà chắc là cái hãng khác thì không bao giờ mời được họ nữa. Đúng là như thế, khách hàng của em cũng vậy. Thì thôi em xin hết và đến đây và nhường lại mic cho MC Phan Hằng ạ. À. Và để mà em chia sẻ chắc là hết em mất. Bởi vì mê ba cái sản phẩm này quá. Em xin cảm ơn phần chia sẻ rất là chân thực và thú vị của chị Kim Ngọc ạ. Mọi người hãy thả cho chị thật là nhiều hoa nhé để cảm ơn chị. Em cũng thấy là khi mà sử dụng các cái sản phẩm home care của nhà Phú Thái ấy, thì nó đã biến cái công việc nội trợ của mình có thể là thành một đam mê luôn. Bởi vì mỗi Đúng khi rồi. rửa bát này hay giặt quần áo hay là thậm chí cọ toilet thì ngửi cái mùi hương thôi ấy, mình cũng đã thấy thư giãn và giảm stress rồi. Đúng Và rồi. em cũng giống như chị, em đặc biệt là thích cái mùi dừa già của nước rửa bát ạ. Đúng Và rồi. em tin là rất là nhiều người cũng thích sử dụng cái bộ sản phẩm này bởi vì là hàng của chúng ta đang cháy trên kệ đúng không Đúng ạ? rồi. Và trong chương trình của ngày hôm nay ấy, thì Hằng cũng xin giới thiệu với cả nhà, chị Minh Thảo là chuyên gia đến từ PDV Phú Thái. Chị là người đã có nhiều năm gắn bó với công ty và cũng có kinh nghiệm đào tạo sản phẩm, tư vấn chăm sóc khách hàng. Hôm nay chị sẽ trao đổi chúng ta các sản phẩm của bộ Econova đang rất là hot ở trên kệ Dropy đấy ạ. Và chị có thể giải đáp một số cái thắc mắc ở trên khung chat đấy ạ. Sau đây em xin mời chị Minh Thảo ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Thúy Hằng ạ và xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị, các em, các bạn đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Đầu tiên thì Minh Thảo rất là xúc động và rất là vui từ nãy khi mà nghe chị Kim Ngọc chia sẻ ạ. Thật sự là với một tình yêu thật thật lớn đối với sản phẩm của Phú Thái thì Minh Thảo rất là cảm ơn chị và các anh chị đang ngồi ở đây chính là những người sẽ đem cái tình yêu đó mà lan đi khắp nơi, bởi vì là hữu xạ tự nhiên hương mà mình không cần phải nói gì nhiều đâu ạ, cứ nói đúng cái gì thực tế sản phẩm có thôi ạ thì là đã đủ cho mọi người biết đến sản phẩm rồi. Bởi vì thực ra là qua cái thời gian vừa rồi mà cũng có dịp làm việc với rất nhiều anh chị rất nhiều team trên toàn quốc luôn. Thì Minh Thảo thấy rằng là có nhiều chị mà khi nghe Minh Thảo nói xong mới bảo ồ bây giờ em mới biết là có cái sản phẩm như vậy. Trước đây họ chưa hề biết ạ. Bởi vì là mới về thị trường Việt Nam khoảng độ 4 tháng nay thôi mà lại theo cái kênh tiêu dùng chính là thương mại điện tử ạ. Cho nên là có bày bán ở chợ đâu mà nhìn thấy đúng không ạ? Mà nếu anh chị nào có thấy trực tiếp là do các cái anh chị đối tác kinh doanh của mình có tiệm thì mọi người bày ra thôi. Chứ còn bình thường là con ra chợ là không có thấy, đúng không ạ?
Thế nhưng mà Minh Thảo tin rằng là với cái chất lượng sản phẩm này, với những tình yêu này và với cái sự quan tâm của khách hàng của chúng ta với những cái sản phẩm mà gì ạ? Cao cấp này, an toàn và xu hướng là chiết xuất từ thiên nhiên, thì chắc chắn trong thời gian tới thôi thì sản phẩm nó sẽ cứ lan dần đến mọi gia đình. Và sau đây thì Minh Thảo sẽ xin phép chia sẻ màn hình để cho anh chị thấy một số con số nhé. Anh chị đợi Minh Thảo một chút ạ. Anh chị đã nhìn thấy phần màn hình Minh Thảo chia sẻ chưa ạ? Vâng. Chị Hằng ơi, chị Hằng nhìn thấy chưa? Em thấy rồi chị ạ. Vâng, dược phẩm Phú Thái thì đã có 14 năm hoạt động trên thị trường Việt Nam rồi. Và từ ban đầu là chuyên là chỉ cung cấp thuốc chữa bệnh thôi. Thì sau thì thấy là cái mong muốn, cái nhu cầu của khách hàng Việt Nam, của mọi người Việt Nam là gì ạ? Được sử dụng những cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe, rồi chăm sóc gia đình, an toàn, hiệu quả, không quá đắt đỏ nhưng lại là cao cấp và chiết xuất từ thiên nhiên. Thì từ đấy Phú Thái đã đem về trên thị trường của Việt Nam rất nhiều sản phẩm đó. Và hôm nay thì Minh Thảo sẽ nói qua một chút là những cái sản phẩm đang có trên kệ đầu Dopi của Phú Thái, thì có ngành chăm sóc làm đẹp mà sức khỏe này, ngành chăm sóc tóc và một nhóm nữa là ngành home home care. Và tất tần tật các sản phẩm Phú Thái anh chị chỉ cần nói một câu là tất cả đều là hàng nhập khẩu cao cấp và chiết xuất từ thiên nhiên ạ. Tức là không có sản phẩm từ hóa chất. Đó, đấy là điều đầu tiên khách hàng yên tâm sử dụng. Cái thứ hai là bởi vì là hàng nhập khẩu cho nên là không những nó phải được tin dùng ở thị trường các nước đó, ví dụ như là ở châu Âu, ở Úc, ở Hàn Quốc, mà đến về đến cơ quan của Việt Nam đã qua rất nhiều cái cửa ải để mà có thể kiểm duyệt, để mà các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp phép rồi. Cho nên là khách hàng hay các anh chị dùng thì hoàn toàn yên tâm là tất cả các giấy tờ liên quan đều có thể có được. Cho nên các anh chị cứ vào các nhóm tư vấn hỗ trợ và kho tư liệu của Phú Thái sẽ có đầy đủ tất cả các giấy tờ liên quan anh chị nhé. Đấy chính là cái điều đầu tiên mà khách hàng đặt lòng tin để thử sản phẩm của mình ạ. Đó, họ không phải suy nghĩ nhiều vì đây là hàng nhập khẩu thì có quá nhiều cơ quan chứng nhận cho họ rồi. Thì với cái ngành hàng home care thì Minh Thảo đang chia đây thì anh chị nhìn thấy là sẽ có 3 sản phẩm nước giặt. Đó. Một là nước giặt Econova, thì nó bằng tiếng tên nước ngoài thì nó rất là dài, nhưng Minh Thảo nói chung bằng tiếng Việt là Econova đa năng, tức là dùng cho mọi loại vải, dùng cho mọi lứa tuổi. Đó, là cái can to nhất Econova, gọi là thảo thảo mộc thông thường. Anh chị lưu ý là đây là nước giặt xả 2-trong-1 nhé. Nhiều chị cứ nghĩ là ồ cái này thơm quá, đây thích quá rồi không cần nước xả nữa, nhưng thực ra nó là giặt xả 2-trong-1 ạ. Đó, vừa làm sạch và vừa làm cho vải của chúng ta thơm mát dễ chịu luôn. Đó, sản phẩm thứ hai là Econova dành cho da nhạy cảm và cho em bé. Đó, thứ ba là nước giặt dành cho vải sáng màu, chuyên cho vải trắng màu. Đó, sản phẩm thứ tư là nước rửa chén hương dừa già. Và sản phẩm thứ năm là nước cọ bồn cầu ở nhà vệ sinh, nhà tắm cọ cái bồn rửa mặt của chúng ta luôn anh chị nhé. Tức là toàn bộ khu vệ sinh nhà tắm nhà chúng ta là dùng loại này luôn được. Đó, thì sau đây Minh Thảo sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái sản phẩm này. Thì với cái xu hướng mà tiêu dùng xanh, sống xanh, thì đây là một sản phẩm đúng như các chị nói là vô cùng hot ạ. À, có khi mà ra mắt mới có một tuần đây là kho Lropi đã báo là bổ sung hàng ngay, không có là hết, đang hết rồi, gửi ngay lập tức. Và có nhiều khi ví dụ như là nước rửa chén và nước cọ bồn cầu là về sau một chút thôi, thì vừa mới về đến kệ cái là khách hàng đã biết thông tin trước đó rồi, người ta cũng không cần băn khoăn gì nhiều, biết rồi, biết hãng Citadelia của Ý này rồi, thì cứ thế là đặt luôn, hàng cứ về lên kệ là đặt luôn đó. Cho nên là đó chính là cái nguyên nhân mà tại sao mà thời gian qua mà con số thống kê đưa lại rất là ấn tượng là gì ạ? Chỉ trong 40 ngày ra mắt thì cái chai mà cọ rửa bồn cầu các chị nói đến ban nãy đây đã đưa về các gia đình là hơn 7.500 chai, chỉ trong có 40 ngày ra mắt thôi. Còn trong 11 ngày ra mắt cái mẫu nước chai nước rửa chén mới, nó to hơn một chút đấy ạ, thì đã bán được 1.266 chai. Đó, tức là mọi người rất là tin dùng, và các anh chị hình dung là đây là hàng tiêu dùng đúng không ạ? Cho nên là tiêu thì phải dùng và hết thì lại tiếp tục mua, cho nên là tưởng là giá trị nhỏ nhưng mà mua liên tục vào một nhà mà một combo những cái sản phẩm này, anh chị hình dung mà xem, tháng nào hết, tháng sau hết, tháng sau nữa hết, thế là thường xuyên đặt thôi. Nhà Minh Thảo cũng vậy, cứ mấy bữa là 37 21 ngày không hết loại nọ thì lấy loại kia, hết loại kia thì là lại phải đi đặt lại báo thôi, lấy một loạt luôn. Đó. Thì và trong những cái sản phẩm của Phú Thái tổng thống kê lên thì cái sản phẩm nước giặt thì sau 4 tháng ra mắt thì đã bán được 8.500 chai hơn. Đến bây giờ là hơn rồi đấy, con số này thống kê cách đây khoảng 2 tuần ạ. À. Và nước rửa chén thì sau 4 tháng thì bán được khoảng 9.600 chai. Đó. Nước tẩy rửa nhà vệ sinh thì sau 25 ngày thì bán được 5.100 chai. Đó. Và sau 4 tháng thì tổng tất cả các sản phẩm mà cái bộ Econova này doanh số bán ra đã được khoảng gần 5 tỷ 3. Đó, mà mỗi sản phẩm nó chỉ hơn 100 này, hơn 200 này, hơn 300 này. Đấy, anh chị hình dung mà được một cái con số tiền tỷ đến là vô cùng nhiều sản phẩm đúng không ạ? Nó là hơn 12.000 đơn hàng này. Tổng số đối tác phát sinh đơn là gần 7.000 đối tác này. Và tổng số sản phẩm bán ra của cái bộ Econova này là hơn 30.000 sản phẩm. Anh chị hình dung mà xem,
Trông vậy thôi, hơn 30.000 sản phẩm đã có mặt trong các gia đình Việt Nam của chúng ta rồi và hết lại tiêu dùng. Và như chị Ngọc có nói ban nãy là giống như Thảo cũng nhiều 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 nhà khách hàng khác thôi, mình dùng mình đã thấy yên tâm rồi, là cứ thế mình automatic mình dùng thôi, mình không phải tìm loại gì khác, mà thậm chí mọi người mà có đưa cho loại khác và có cho đi chăng nữa thì cũng cảm thấy nó không yên tâm lắm để mà dùng đó. Cho nên là khách hàng sẽ rất tin dùng và sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta thường xuyên, cũng chính là giúp đỡ cho họ có một cái giải pháp chăm sóc gia đình, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ và khách hàng tái tiêu dùng thì khoảng tầm 80% và đại lý tái đơn thì đến gần 90%. Đây là những cái con số mà để nói lên là không phải chị một mình ở chỗ phố biển nhà chị Kim Ngọc, mà khắp nơi trên cả nước, kể cả là miền núi rồi đồng bằng, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Và cái sản phẩm này vẫn đang tiếp tục mỗi ngày là đến với khách hàng rất là nhiều đơn, bởi vì cái xu hướng là tiêu dùng xanh, đúng không ạ? Tiêu dùng thông minh, tiêu dùng an toàn, vừa an toàn cho mình và phải an toàn cho cả môi trường nữa. Cho nên là mọi người rất là thích là gì ạ? Tìm kiếm những sản phẩm gì ạ? Đầu tiên là sản phẩm an toàn, thứ hai là sản xuất có thành phần là chiết xuất từ thiên nhiên, thứ ba là gì ạ? Mong muốn là sử dụng những sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến, đúng không ạ? Đó, công nghệ cao thì nó mới đem lại hiệu quả cao như thế được, đúng không ạ? Và thứ tư, khách hàng của chúng ta rất thông thái, sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ạ. Vâng, trong Zoom ngày hôm nay thì không biết là nhà anh chị nào là khách hàng của anh chị đã dùng những sản phẩm của Vũ Thái rồi, anh chị có thể comment cho Minh Thảo biết được không ạ? Comment cho Minh Thảo xem mình đang dùng loại nào này, mình cảm thấy thế nào này, khách hàng phản hồi thế nào này, hay mình quan tâm, mình sắp muốn dùng, hay là mình từ xưa đến nay mình chưa biết sản phẩm này, để anh chị cũng chia sẻ lên cùng chat cho Minh Thảo biết được không ạ? Đó, thì đây là một sản phẩm mà nhiều người sau khi nghe xong thì ngỡ ngàng, người dùng thì yêu rồi, thế nhưng nhiều người là chưa nghe bao giờ thì cũng rất là ngỡ ngàng. Thì anh chị thử comment cho Minh Thảo xem là mình đã dùng chưa, dùng thử chưa, mình thấy thế nào, hoặc là mình để cho khách của mình thì thấy thế nào. À, chị Tường Vi này, ôi các anh chị này nhắn liên tục này, có chị thì chưa dùng này, có chị thì cả nhà đang dùng bộ sản phẩm rất thích mùi hương này, có chị thì bảo là nước rửa bồn cầu rất ok luôn, có chị thì bảo là khách đơn giá trị cao, em nay em tặng chai tẩy bồn cầu luôn. Vâng đúng rồi ạ, để thực ra là mình mong muốn khách có trải nghiệm thì đôi khi mình cũng đầu tư ban đầu một chút, đúng không ạ? Bởi vì là còn lâu về lâu về dài đó. À, nhà em mình là thành viên mới, mới đặt hàng chưa về, thế chị về chị dùng, chị nhớ là quay lại cái hành trình lúc ban đầu mình dùng nhá, để xem là những cái sản phẩm của mình làm sạch như thế nào, và sau này cũng là cái cơ sở để mình chia sẻ, nếu mình muốn lan tỏa đến cho người khác thì chị không cần mời người ta đến xem mình giặt ạ, mình chỉ cần đây để chị xem này, em giặt đây này. Cái hồi đầu Minh Thảo có xem những video feedback các chị gửi về, trời ơi có những cái gối, cái đồ mà các chị để không biết từ bao giờ nó dính mồ hôi, nó bắt kép trông rất là kinh khủng. Thế nhưng cái video đấy các anh chị giặt một lúc, các chị giặt một lúc nó giống giống như một cái gối mới luôn, cái vỏ gối mới luôn, rất là thích luôn. Chị Duyên thì bảo sắp tới sẽ trải nghiệm, và chị Kiều Nhi thì em dùng cả bộ, à Phan Thị Như thì em rất thích sản phẩm, ok lắm luôn nhé, hôm nay em làm video chốt luôn hai combo à. À rồi vâng, rất là cảm ơn các chị, em đang giặt Econova. Vâng thì trong team ngày hôm nay thì chắc chắn là có rất nhiều anh chị đang yêu mến và ủng hộ sản phẩm Phú Thái. Vâng thực ra là Minh Thảo cũng thấy là may mắn khi làm việc ở đây, bởi vì là đúng là gia đình họ hàng mình cũng đang được hưởng những cái quyền lợi đó, vì là mình biết đến những cái sản phẩm cao cấp mà giá cả của nó lại không quá đắt đỏ. Tất nhiên là nó có thể mắc hơn một chút so với sản phẩm gọi là bán hàng chợ, thế nhưng mà để mà chia ra về cái lợi ích nó đem lại thì nó lại không hề đắt, đúng không ạ? Và bây giờ cũng rất là nhiều khách hàng, riêng cái bộ home care này rất nhiều khách hàng quan tâm, bởi vì sao ạ? Qua truyền thông, qua nhiều kênh, họ cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều đến cái việc là ồ, tất cả những cái hóa chất tẩy rửa trong nhà mình thì có làm hại cho sức khỏe của mình như thế nào, nếu mình dùng lâu thì nó ảnh hưởng đến đâu, nhiều tác hại lắm anh chị ạ, ảnh hưởng phổi này, rồi gây những vấn đề về bệnh phổi này, hen suyễn này, rồi bệnh về da tay này, đúng không ạ, bệnh về suy giảm hệ miễn dịch của chúng ta này, rồi có thể nguy cơ có những cái chất hóa chất nó có thể gây ra là bệnh, dẫn đến là bệnh ung thư ạ. Đó, rất nhiều những cái hóa chất độc hại, từ những cái chất tạo bọt này, chất làm đặc này, rồi chất tẩy trắng, rồi huỳnh quang này, rồi chất tạo mùi thơm hóa học này, rồi những cái chất mà nó có thể làm sáng đó, rồi nó diệt khuẩn vân vân, nó có trong tất cả những cái nước sản phẩm mà cọ rửa tẩy rửa trong gia đình chúng ta đó, thì những cái chất này nó sẽ gây rất nhiều tác hại đến cả những cái điểm như Minh Thảo vừa nói, cộng với hệ thần kinh rồi sức khỏe sinh sản vân vân, tức là chúng ta dùng thời gian dài hoặc là những cái sản phẩm mà rẻ và không trôi nổi không rõ nguồn gốc thì lại càng nguy hiểm đó. Thì thời gian dài thì cứ mỗi ngày một chút, đúng không ạ? Quần áo chúng ta phải mặc hàng ngày, chúng ta phải hít thở hàng ngày, chúng ta lau mặt bằng khăn tắm hàng ngày, đúng không ạ? Bát đũa thì phải ăn hàng ngày rồi, đúng không ạ? Rồi phải cọ bồn vệ sinh hàng ngày chứ không thể không cọ được. Đấy, nhưng mà nhiều chị bảo là ôi trời ơi, phải trước đây phải đeo khẩu trang tùm lum mà cứ bỏ vào đấy cả tiếng đồng hồ mới dám đi vào để cọ ạ. Thế nhưng khi dùng cái này thì lại kể cả con trai cũng xung phong nhảy vào cọ, thì các anh chị thấy vui không ạ?
Đó, mình thảo dùng lần đầu tiên dùng là cũng ngạc nhiên lắm. Bởi vì cứ nghĩ là chiết xuất thiên nhiên thì nó nhẹ nhẹ thôi, nhưng thực ra là do công nghệ. Do công nghệ cho nên là vừa thiên nhiên nhưng nó lại rất là làm sạch nhanh, nhưng mà nó có cái cơ chế của nó. Cho nên là khách hàng dùng là hoàn toàn rất là yên tâm. Nhiều chị bảo là dùng xong là gia đình hạnh phúc hơn, bởi vì là cái việc đấy nó không nặng nề nữa. Con cũng xung phong dùng, chồng cũng xung phong dùng, rồi giao cho nó là yên tâm chứ. Không lo nó rửa bát, nó lại mãi không sạch, nó lại để lại nhiều hóa chất trên bát đĩa nữa. Đúng không ạ? Đó. Và nhiều người cũng nhận thấy những cái dấu hiệu của cái gì ạ? Nhà mình đang dùng nước giặt không an toàn. Thế là gì ạ? Đặc vô cùng đặc. Ống máy giặt đường cống thì rất là hay tắc, đúng không ạ? Hay có những cặn bã và mùi hôi rất là ghê, như chị Ngọc ban nãy cũng nói đấy ạ. À, mình giặt mà những cái ngày mà nó ẩm trời hoặc là lâu, để đấy khoảng 5-7 tiếng mình không phơi thì quần áo bốc mùi hôi, chỉ muốn giặt lại thôi, rất khó chịu đúng không ạ? Hoặc thậm chí có những chị mà ngửi thấy những cái mùi nước giặt nó quá là đậm đặc và nó chắc chắn nó là không an toàn. Cho nên là ngửi xong là gì ạ? Đau đầu hoa mắt chóng mặt luôn đấy ạ. Không muốn lại gần cái tủ quần áo nữa luôn. Cho nên là người ta rất là khó chịu. Đấy. Hoặc là mình giặt xong cái điều mình cảm thấy dễ nhất đấy là gì ạ? Da tay của mình khô ráp ngay lập tức, mà nếu dùng nhiều nó còn bong tróc lên và các vấn đề bệnh về da nữa luôn ạ. Đó, thì mình hình dung là bao nhiêu cái hóa chất ở trong cái sản phẩm đó nó đã làm bào mòn và ảnh hưởng sức khỏe của mình cứ mỗi ngày một chút thôi ạ. Đó, cho nên là những cái sản phẩm này khi ra đời thì khách hàng về về Việt Nam thì khách hàng vô cùng ủng hộ và yêu thích. Đó, và nó Minh Thảo xin nói một số những cái điểm khác biệt ạ. Tại sao khách hàng lại dùng nhiều như thế? Các anh chị dùng thì mình sẽ thấy hiệu quả rồi, nhưng mình cũng đã biết, có thể là biết loáng thoáng rồi đúng không ạ? Thứ nhất là nó chiết xuất từ thiên nhiên ạ. Cái hệ nền của nó không dùng chiết xuất từ dầu mỏ như các cái loại thông thường đâu ạ, mà nó dùng chiết xuất từ quả ô liu. Cao cấp không ạ? Quả ô liu thường thì chiết xuất để làm gì ạ? Dùng sữa tắm, dầu gội rồi dưỡng da chúng ta thôi, chứ làm gì đem đi giờ nước giặt bao giờ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà đây họ lại sử dụng như thế với tất cả những cái sản phẩm này các anh chị nhé. Giặt rồi nước rửa chén rồi những cái sản phẩm tất cả các nước giặt. Đó. Nhưng nó lại làm gì ạ? Làm sạch sâu. Đó. Nó không gây kích ứng da và rất mềm mại với da tay. Mình dùng là mình biết chứ ai nói hay mấy, nhưng mình dùng mình thấy là mình biết ngay ạ. Đúng không ạ? Thứ ba là giữ màu sợi vải anh chị nhé. Làm sạch sâu đến từng kẽ sợi vải nhưng lại không làm hại sợi vải của chúng ta, không làm bạc màu nhanh của chúng ta mà rất giữ màu vải. Đó, đấy là lý do mà khách hàng thích. Và một lý do nữa khách vô cùng thích đấy là gì ạ? Kháng khuẩn ạ. Chúng ta có quên đấy, 5-7 tiếng đến sáng hôm sau chúng ta phơi nó không hôi ạ. Và những hôm ẩm trời quần áo của chúng ta không bị hôi. Và sắp tới mùa mưa phùn đến nơi, mùa đông đến nơi rồi anh chị mới thấy nó giá trị ạ. Đó, đúng không ạ? Rồi nó lưu hương thơm lâu ạ, bởi vì nó sử dụng cái công nghệ hạt vi hương, nó bao hương những cái hạt nhỏ nhỏ vào. Và khi chúng ta cử động này, nó có thể từ 20 đến 30 tiếng nó vẫn còn thơm, nhưng mùi thơm rất là nhẹ nhàng dễ chịu. Và cái loại mùi hương này, hương liệu này được cũng được kiểm nghiệm rất là chặt chẽ bởi châu Âu, chứ không phải là những cái mùi hương có thể gây độc hại anh chị nhé. Đó, tiếp nữa là chúng ta thấy gì ạ? Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, đúng không ạ? Giặt rất nhanh sạch bởi vì sử dụng công nghệ bọt mềm, không sử dụng mì bọt cứng và không tạo ra nhiều bọt nhưng vẫn đảm bảo độ làm sạch ạ. Nó không liên quan gì đến cái bọt với cái độ làm sạch đâu ạ. Đó. Và cho nên là nó cũng đặc biệt quan trọng nữa là gì? Không để lại độc tố trên quần áo của chúng ta. Thì bản thân chúng ta dùng hàng ngày mình yên tâm là xung quanh mình không có dính độc tố, lại còn diệt khuẩn một số loại vi khuẩn được được viện Pasteur đã nghiên cứu và cấp chứng nhận là nó diệt được mấy loại vi khuẩn cơ đấy ạ. Đó. Thì nó cũng sẽ giúp phần bảo vệ sức khỏe chúng ta. Và tất cả những sản phẩm của Phú Thái này ở cái bộ Homecare này đều có chung cái nguồn gốc tiêu chuẩn như Minh Thảo nói sau đây nhé. Thứ nhất là sản xuất tại nhà máy tập đoàn Sitalia của Ý, nhập khẩu về Việt Nam để mình đóng bao bì ở Việt Nam cho nó tiết kiệm chi phí thôi ạ. À. Đó. Và nó là được chứng nhận là eco 100% friendly, tức là rất là thân thiện với môi trường. Đó. Và được thông qua Nghị viện châu Âu để kiểm chứng độ an toàn anh chị nhé, và hiệu quả nữa. Và nó là hàng xuất châu Âu thì đấy là một cái điều rất là vượt trội mà khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Xưa nay thì mình cũng thường là dùng những sản phẩm mình chẳng quan tâm nó ở đâu lắm đâu, đúng không ạ? Đằng nào cũng là tẩy, đằng nào cũng là giặt thì thôi cứ mua đại đi thôi, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ mình đang được nhận một cái sản phẩm mà được thị trường châu Âu người rất là tin dùng. Thế cho nên là mới về có 4 tháng mà anh chị em nhà mình giống như là bắt gặp một cái gì đấy mà mình tìm kiếm lâu lắm rồi mà chưa có, đúng không ạ? Đó. Thì cái điểm khác biệt của nước giặt Econova là ở công nghệ của nó đấy anh chị ạ. Ở cái công nghệ để cho nó có những cái tác dụng như vậy. Bởi vì sao ạ? Nó sử dụng công nghệ sinh học ạ. Nó bổ sung hàng triệu vi khuẩn ở dạng bào tử, tức là khi chúng ta thả vào nước nó sẽ nhân lên nhân lên nhân lên. Đó, 35 triệu lợi khuẩn trong 100 ml và sau đó nó cứ nhân lên như thế. Thì chúng ta thấy là nó sẽ làm sạch bằng cái đó. Cộng với là gì ạ? Cái công nghệ là hạt vi nang siêu nhỏ cho nên nó tạo thêm mùi hương rất là dễ chịu như ban nãy Minh Thảo nói. Thứ ba là cái công nghệ Mix Pro, tức là nó kết hợp với cái chất hoạt động bề mặt với hệ vi khuẩn và hệ nền, cho nên nó tạo nên cái hiệu quả làm sạch nhưng mà lại bảo vệ vải cho chúng ta và giữ lại cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng. Và nhà sản xuất của Citalia của Ý cũng có những công thức chuyên biệt dành cho da nhạy cảm. Đấy là lý do tại sao mà nhiều chị bảo không dùng được bất cứ loại gì.
nhưng dùng cái loại này rất là ok, không thấy phản ứng gì trên da tay cả đó, và mọi người cũng rất là yên tâm dùng cho em bé các chị nhé. Đấy thì mình thấy là đấy nó khác biệt là chính là ở công nghệ ạ. Còn cái khác biệt của cái loại nước giặt dành cho vải sáng màu này là gì? Nó sử dụng công nghệ hạt trắng quang học các chị ạ. Nó sẽ đưa hạt trắng quang học vào từng cái sợi vải và nó làm mới quần áo của mình. Nếu quần áo của mình đang mới ấy, thì mình cứ giặt thường xuyên thì nó giữ độ trắng sáng. Tuy nhiên là mình cũng lưu ý một chút là cái nguồn nước của chúng ta đôi chỗ đôi vùng là nó cũng bị vàng vàng ố ố, nó rất là nhanh, cho nên chúng ta chịu khó mình thường xuyên giặt bằng cái nước này để cho nó giữ cái màu sáng vải của chúng ta. Đồ màu trắng, quần áo, đồ dùng màu trắng và những cái màu sáng như là màu xanh nhạt, vàng nhạt, hồng nhạt ấy, mình muốn nó sáng như mới mình đang dùng cái này cho Minh Thảo nhé. Đó. Và cái loại mà sáng màu này thì nó dùng hương thơm chiết xuất từ tinh dầu cây cỏ. Rồi nó còn có tác dụng là chống côn trùng anh chị nhé. Mình mặc lên nó thơm nhẹ nhẹ và côn trùng nó còn tránh xa mình, nó không thèm đốt nữa cơ. Đấy. Và với thị trường Việt Nam, trên thế giới hoặc là châu Á thì có nhiều rồi. Nhưng với thị trường Việt Nam thì nó là sản phẩm tiên phong đầu tiên dành cho cái dòng mà đồ trắng đấy ạ. Cho nên là rất nhiều người thấy sản phẩm này vô cùng thích. Đó. Bởi vì lâu nay mất nhiều đồ tiền để mua đồ trắng lắm, nhưng chỉ dùng được vài tháng thôi. Nhìn cái màu nó như cháo lòng, không còn dùng nữa luôn. Hoặc là con của chúng ta mà nó đi học ấy, nó rất là dễ dây bẩn bẩn trên đồ ấy. Thì như đúng như chị ban nãy chia sẻ là mình xử lý càng sớm càng tốt, mình cứ bôi và sạch vào đó, bôi cái vào trực tiếp vào cái vết bẩn đó, mình vò mình ngâm 15 phút sau đó mình lại giặt lại đó, thì kể cả bút bi hay là bút màu thì nó cũng sạch rất là dễ, càng xử lý sớm thì càng sạch dễ các anh chị nhé. Đó thì những cái đặc tính nổi bật thì mình hoàn toàn có thể yên tâm và khẳng định với khách hàng của mình, với gia đình của mình là gì ạ, cái sản phẩm này nó vừa giữ cho quần áo thơm lâu một cách nhẹ nhàng này, công thức sạch chuyên biệt này, thân thiện với môi trường và thân thiện an toàn với cho sức khỏe của mình, và giặt xong mình có thể tưới cây nhé anh chị nhé, giặt xong có thể tưới cây không chết đó. Nó sử dụng công nghệ bọt mềm và khóa bọt đa điểm cho nên làm sao ạ, không cần tạo ra nhiều bọt, giặt rất nhanh sạch, bình thường 4 5 nước chưa sạch nhưng cái này anh chị giặt 2 nước nhiều là 3 nước thôi, cho trẻ con giặt cũng được, không nó ngại ngần gì cả, và nó không sử dụng cái chất tạo đặc cho nên là anh chị tưởng nó loãng, nhưng không phải, là do nó không sử dụng cái chất mà làm đậm đặc đi, cái chất rất là rẻ thôi nhưng mà đậm đặc, nhưng nó khi chúng ta giặt lên thì nó sẽ phát tán ra cái bụi mịn trong không khí, thì không có cái chất đó thì nước giặt của chúng ta vẫn làm sạch nhưng lại không làm ô nhiễm môi trường, chúng ta đã bảo vệ cái đường thở của chúng ta đó, đúng không ạ? Thì những cái ưu việt như thế này cho nên là đây người ta bảo là đây không phải là nước giặt đâu, không chỉ là nước giặt đâu mà nó là một cách để chúng ta chăm sóc bảo vệ gia đình mình, để mình yên tâm làm việc hơn mà chăm sóc chính bản thân mình ạ. Phụ nữ chúng ta là người mà sử dụng những cái này nhiều nhất đúng không các chị? Đó, nếu mà bây giờ mình dùng được cái này thì mình vừa đấy như mà chị ban nãy chị Ngọc nói là mình thư giãn hơn này, quan trọng nữa là nó không hại sức khỏe của mình đó, da tay mình vẫn mềm mịn, sức khỏe mình hít thở hàng ngày nó không bị độc hại vào người, mỗi ngày một chút đến lúc mình đổ bệnh rồi ai chăm cho gia đình mình đúng không ạ? Thì đầu tiên phụ nữ chúng ta được bảo vệ và sau đó là cả gia đình mình được bảo vệ, bởi vì quần áo ăn uống ai cũng phải dùng hàng ngày, nhà vệ sinh ai cũng phải dùng đúng không ạ? Đó thì nó vừa bảo vệ da này, vừa bảo vệ từng tế bào bởi cái hương thơm rất là an toàn, và nó có không có những cái chất mà hóa học đó, và nữa là nó bảo vệ đường hô hấp của chúng ta, nó không có bụi mịn và rất tốt cho những anh chị mà bị hen suyễn hoặc là viêm xoang hoặc là em bé đó, thì rất là tốt vì nó tạo ra cái môi trường xung quanh chúng ta là không khí trong lành đó, và nó bảo vệ đường tiêu hóa vì nó diệt được một số loại vi khuẩn có thể ngăn những cái bệnh như là thương hàn hoặc là bệnh lị đấy, rồi bệnh khuẩn tụ cầu nữa, thì cái này đã được kiểm nghiệm rồi, thì chúng ta đã diệt được một số cái vi khuẩn trong môi trường sống của gia đình chúng ta đúng không ạ? Đấy chính là lý do tại sao mà nhiều khách hàng lại yêu thích cái sản phẩm này như vậy. Giá thì không hề đắt, anh chị cứ chia ra cho khách hàng đó, dùng nhiều thì ví dụ một mặt một mẻ nó 8 đến 10 kg, hay ngày giặt mấy lần thì nó khác với người ít dùng mỗi ngày, trung bình chúng ta thường dùng ở mức thứ hai 5 đến 7 kg thôi, nhà 5 6 người đấy ạ. Đó thì chúng ta thấy là chia ra nó không hề đắt đó, so với những cái lợi ích mà nó mang lại. Cái sản phẩm tiếp theo Minh Thảo đang nói đến ở đây thì không biết còn anh chị nào trong Zoom nhà mình đang dùng cái sản phẩm này hoặc đang muốn dùng không ạ? Nước rửa chén hương dừa già cũng của tập đoàn Sititalia này ạ. Và anh chị có thể comment cho Minh Thảo biết được không ạ? Có nhiều anh chị bảo là mùi này dùng, nhất là các chị ấy, dùng rất là thích, mà sau trước đây thì không dám cho con dùng, không dám cho nó rửa bát, bởi vì thứ nhất là nó hóa chất, mình sẽ nhận cái phần hóa chất vào mình, không cho con dùng. Cái thứ hai là sợ nó đánh vỡ, cái thứ ba là gì ạ, sợ nó rửa không sạch thì cả nhà phải ăn những cái hóa chất đó đúng không ạ? Thế nhưng từ khi có cái sản phẩm này thì chị bảo yên tâm giao cho con. À, yên tâm giao cho con, mình thấy nó độc lập tự chủ mà rửa nó lại cũng rất là thích mùi đấy. Thì cái này thì nó cũng có những cái điểm đặc biệt của nó, thì tất cả đều là tiêu chuẩn theo như là ban đầu Minh Thảo đã nói theo tiêu chuẩn châu Âu hết rồi, và thành phần của nó cũng sử dụng hệ nền từ quả ô liu của Ý và những cái thành phần glycerin từ thực vật anh chị nhé. Đó rồi đặc biệt là dùng nước chưng cất từ vỏ quả nho đỏ của Pháp và chiết xuất dừa già. Đây là những chất nó vừa tạo mùi thơm và nó vừa có ví dụ như quả nho đỏ chẳng hạn, chưng cất từ cái chiết xuất đấy, thì nó như là một chất sát khuẩn tự nhiên anh chị nhé.
Một chất sát khuẩn tự nhiên, cho nên nó vừa làm sạch dầu mỡ này, vết bẩn trên đồ, bát đĩa, nồi niêu của chúng ta, vừa sát khuẩn diệt khuẩn luôn và khử mùi rất là tốt anh chị nhá. Bất cứ thức ăn gì, từ cá, từ bò, từ bất cứ thứ gì mà rất nhiều mùi ấy, thì khi chúng ta dùng cái này thì nó khử hết mùi luôn, xong là không còn mùi dừa già nữa luôn, rửa xong là hết sạch các loại mùi. Đấy là cái điều rất là quan trọng đối với cái đồ định thức ăn của chúng ta, đúng không ạ? Và tác dụng thứ hai là nó có thể gì ạ, làm sạch diệt khuẩn cho bề mặt các loại củ quả anh chị nhé. Mình có thể đem rửa củ quả được, mình có thể pha 5 ml cái này với khoảng 3 lít nước để mình có thể rửa. Nếu ngâm thì ngâm trong khoảng 5 phút thôi, không cần ngâm lâu đâu, vì có nhiều loại củ quả cái cuống của nó bị nứt vỡ ra ấy, thì mình không cần cần ngâm lâu, không nên ngâm lâu, nước nó ngấm vào thôi. Và một tác dụng nữa rất nhiều chị thích đấy là gì ạ, nó rửa được bình sữa cho em bé. Bát đĩa bình sữa em bé bình thường mình cứ cất công mà lại phải đi mua một chai mới đúng không ạ, nhưng bây giờ mình dùng cho cả gia đình luôn mà rất yên tâm ạ. Đó thì để Minh Thảo xem nào, nhiều anh chị đã comment là rất muốn dùng này, nước rửa chén tay mịn cảm giác an toàn này, à, thích mê nước hương này lắm, mà lau chùi dầu mỡ cũng sạch, từ ngày dùng ôi Conova con nhà em thích giặt đồ cùng mẹ, ôi vui quá, cảm ơn các anh chị. Vâng, thực ra là cái này đây, vậy là em đem rửa bình sữa cho con luôn. Vâng ạ, chị mang rửa luôn, nhà Minh Thảo cũng đang có em bé ạ, rửa cho em bé luôn và rất yên tâm, mà khi nói thì gia đình mọi người cũng rất là thích là sử dụng cái sản phẩm này. À, có lưu ý một chút là mọi người có thể dùng cái miếng bọt biển ấy thì sẽ giữ được cái nước giặt này lâu hơn để mình rửa được lâu hơn, chứ nếu mà dùng bằng cái lưới thì nó nhanh bị trôi mất ạ, bởi vì nó không có chất tạo đặc, nó không keo lại, nó không bám vào đâu ạ. Cho nên mình rửa trên cái bọt biển thì nó sẽ giữ lại được cái nước giặt rửa này và rửa được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Hoặc là mình pha với tỷ lệ 1, 2, 1, 3 gì đó để mình rửa. Còn bẩn quá thì mình cứ đổ trực tiếp vào cái miếng bọt biển mình chà luôn. Đó. À, em mua nước rửa bình cho con bình thường cũng nửa lít cũng 80k rồi. Nhưng thực ra là quan trọng nữa là nó phải an toàn nữa đúng không ạ? Vừa tiện nhưng lại vừa an toàn cho cả con của mình nữa. Có thích không ạ? Các bà mẹ là vô cùng thích luôn. Đấy. Còn cái sản phẩm này, sản phẩm cuối cùng mà Minh Thảo muốn chia sẻ với anh chị ấy, là sản phẩm gọi là đang làm mưa làm gió đấy ạ, bởi vì là nó là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay mà tẩy rửa bồn cầu nhà tắm mà không có mùi khó chịu. Đó, mùi anh chị thử dùng đi mà xem, nó mùi nhẹ nhàng như sữa tắm dầu gội thôi, mà còn thích hơn những cái dầu gội sữa tắm mà bằng hóa chất ạ, bởi vì đây là nó chiết xuất từ cây ngọc lan tây ạ. À, mùi của nó rất là dễ chịu. Ở một chai là 900 g thì mình cũng còn dùng được vài tháng, mỗi ngày mình xịt ra mình lần dùng một lần chứ mấy, đúng không ạ? Đó, 123.000 thì mình cứ chia ra tận mấy tháng, không không nhằm nhò gì đâu ạ, so với những cái lợi ích mà nó mang lại ạ. Đó, cái đặc biệt của nó chính là ở gì ạ? Thành phần chiết xuất từ tinh dầu ngọc lan tây. Nó tạo cái hương thơm vô cùng dễ chịu này, nó còn khử trùng và diệt nấm anh chị nhá. Dùng nó khử trùng và diệt nấm luôn. Thứ hai là chiết xuất lá nho thì nó giúp cho làm những cái vết bẩn của chúng ta phân rã ra và nó làm sạch nhanh hơn một cách an toàn và tẩy rửa sạch tự nhiên anh chị nhá. Cho nên là hôm đầu Minh Thảo thử, Minh Thảo bảo ủa, cứ nghĩ là cái này tự nhiên thì chắc cũng phải lâu lâu, nhưng mà không, chà luôn ạ. Minh Thảo đổ vào chà luôn và nhiều khách hàng cũng thấy ngạc nhiên ạ. Chà luôn chứ không để lâu, không cần phải ngâm tẩm gì cả, chà luôn. Còn nếu nhà chị nào mà có những cái vết mà dạng là cặn canxi nó bám lâu ngày ấy, thì các chị có thể ngâm vào đấy một chút, 10 15 phút thôi là nó sẽ bong hết ra. Đấy, chứ còn Minh Thương Thảo là bình thường là cũng không bao giờ, nhiều khách hàng mà không bao giờ dám dùng cả cái chai này để mà cọ nhà tắm với bồn rửa mặt đâu, nó mùi khiếp như thế ai mà dùng được đúng không ạ? Chỉ dám cọ vô cái bồn cầu thôi. Còn đằng kia thì cùng lắm là dùng nước lau sàn để cọ thôi. Nhưng bây giờ một chai là dùng cả khu vực nhà tắm luôn, có tiện không ạ? Điều quan trọng nhất là an toàn, sạch, nhẹ nhàng và nó còn ngăn ngừa hình thành những cái vết cặn bám trên cái bồn cầu của chúng ta anh chị nhé. Có thích không ạ? Đấy. Và một chị bảo là hiệu quả hơn cả mong đợi và yêu cả nước Ý quá. Vâng ạ, cảm ơn chị đã yêu đến tận nước Ý qua Phú Thái ạ. Vâng, Minh Thảo rất là vui cái buổi ngày hôm nay, nhận được rất là nhiều phản hồi của các anh chị. Vâng, em dùng nước rửa bồn cầu, có người bảo em xịt nước hoa vào nhà vệ sinh à. Vâng, cái mùi này Minh Thảo thấy còn dễ chịu hơn mùi nước hoa vì nó rất là nhẹ nhàng ạ. Còn mùi nước hoa thì nhiều người lại còn nhức đầu, không không ngửi được đâu. Mùi nước hoa thật sự tinh tế mà mình dùng một liều lượng nhỏ thôi thì được, chứ có nhiều người xịt nước hoa mà đi qua muốn ngất luôn bởi vì nó mùi nồng quá đúng không ạ? Đó thì là chị bảo là thơm rất là dịu nhẹ. Vâng đúng rồi ạ, thì cái nổi bật của nó chính là ở đầu đó ạ, mùi thơm nhẹ nhưng lại làm sạch nhanh, ngăn diệt khuẩn và ngăn ngừa hình thành cặn bám trên bồn cầu của chúng ta, bởi vì nó sử dụng những cái hoạt chất tự nhiên và công thức thế hệ mới anh chị nhé, làm sạch vết bẩn mà không có mùi hôi, không khó chịu, không độc hại. Cái này mình dùng được cho cả những gia đình có người ốm, có em bé, có bà bầu, vô cùng yên tâm luôn. Đấy, nếu mà bình thường chị Ngọc ban nãy bảo phải nhờ chồng chà, thì bây giờ nếu có nhờ thì cũng thấy chồng cũng thấy dễ chịu với cái việc bị nhờ đó đúng không ạ? Đấy, bởi vì có khi lại còn thích, còn xung phong nhận luôn khỏi phải nhờ. Đó. Và đây là cái sản phẩm duy nhất trên thị trường đem lại cảm giác dễ chịu khi mà làm sạch thiết bị vệ sinh, thật sự là một cái điều mà chả ai thích làm ạ. À. Nhưng mà bây giờ có sản phẩm này rồi, nhiều chị bảo là thích làm đấy ạ. Rồi con cái cũng thích làm luôn.
Thì đấy chính là chúng ta đã vừa chăm sóc gia đình vừa đem lại cảm giác dễ chịu cho cả gia đình mình, đúng không ạ? Cho nên là không có khó gì để lý giải là tại sao nó lại được mọi người tin dùng thế, cả cái bộ home care này luôn anh chị nhá. Đó. Và nó không chỉ làm sạch đâu, nó còn làm bóng ạ, vừa sạch nhanh vừa an toàn môi trường, an toàn con người, mùi dễ chịu mà làm bóng cả bề mặt thiết bị của chúng ta sẽ thấy nó có độ bóng lên ạ. Đó, mình để ý mình sẽ thấy đấy ạ. Đó. Mời chị Kiều Nhi cũng bảo sạch bóng luôn nè, đúng rồi ạ. Sạch nhưng mà còn bóng cái mà cái bồn vệ sinh của mình lên, cái đồ mà men sứ hay là gạch men của mình ấy trong nhà tắm ấy anh chị nhé. Đó. Và đến với chương trình hôm nay thì Minh Thảo cũng có một cái chia sẻ một cái về cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt hiện nay. Từ ngày 7:30 tối ngày mùng 2 tháng 11 đến trước 12 giờ ngày mùng 3 tháng 11, tức là hôm nay đúng không ạ? Đó, thì anh chị khi mà mua một combo là một can nước giặt thảo mộc này, một can nước rửa chén rửa già và một chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh là 704k, thì sẽ được tặng một combo là một can nước rửa chén và một chai nước rửa tẩy rửa bồn cầu ạ. Lớn không ạ? Và hỗ trợ phí ship lên đến 43,5 nghìn đồng luôn. Đó, tức là mình có thể cơ hội là có combo để mình trải nghiệm và mình chốt luôn mấy sản phẩm và được tặng và được hỗ trợ rất nhiều trong trước 12 giờ tối nay anh chị nhé. Anh chị nào mà muốn mua thì nhớ là đặt luôn trong trước tối hôm nay để cho mình được hưởng cái chương trình này ạ. Đó. Thì là tí nữa thì Minh Thảo sẽ báo với các anh chị là gửi lại cái chương trình khuyến mãi này. À có gửi rồi thì phải. Gửi cho team nhà mình thì để cho các anh chị là chọn cái chương trình tốt nhất cho mình, mà nếu mà tiện thì mình cứ làm vài combo để sẵn đấy, một là mình dùng, hai là người nhà dùng, rồi nếu có khách hỏi thì mà bán luôn đúng không ạ? Đấy. Và Econova với Phú Thái vẫn đang có những cái chương trình hỗ trợ phí ship. Đó, hỗ trợ phí ship với các cái đơn hàng mà mình để là người bán chịu phí, thì mình có thể là có theo dõi những cái hỗ trợ này để mình chọn những cái chương trình tốt nhất cho mình anh chị nhé. Đó. Tiếp theo còn có cái chương trình mà ưu đãi với đối tác ký quỹ trong 30 ngày cho đến hết ngày 30 tháng 11, thì khi mua một can nước giặt thảo mộc sẽ được tặng một chai nước rửa chén ạ. Đó. Và khi mua một chai nước rửa chén thì được tặng một chai nước giặt cho da nhạy cảm hoặc một chai nước tẩy rửa ở nhà vệ sinh. Thực sự đây là những cái chương trình mà gọi là công ty dùng để mà mong muốn anh chị được trải nghiệm nhiều hơn, chứ còn mình không tính lợi nhuận ở đây đúng không ạ? Đó. Và khi nếu mà khi mua 3 chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh sẽ được tặng một chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh luôn, có lợi không ạ? Và khi mua 3 hộp viên uống hoa anh thảo Eposop thì sẽ được tặng một viên uống hoa anh thảo Eposop. Khi mua hộp một hộp dầu gội phủ bạc thì sẽ được tặng một gói dầu gội phủ bạc. Thì đấy là những cái chương trình đang rất là ưu đãi cho các đối tác mới, thì nếu anh chị đang nằm ở trong cái diện đó thì mình cố gắng là tranh thủ những cái chương trình này. Đó. Và đặc biệt là trong tháng 11 này Phú Thái cũng đang có một cái chuỗi đào tạo đó để tốc chiến và vượt giới hạn cùng với Okonova, thì sẽ có 3 buổi. Buổi 1 vào ngày mùng thứ hai ngày mùng 6 tháng 11 về hướng điểm độc đáo và hướng dẫn minh họa về sản phẩm. Đó. Và buổi 2 là hướng dẫn là bán hàng xung quanh và home sharing vào ngày thứ ba, và ngày thứ tư sẽ hướng dẫn làm livestream và làm video. Đó. Và buổi thứ tư sẽ hướng dẫn chăm sóc sau bán và xử lý câu hỏi thường gặp của khách hàng, và mình upsell mình bán tiếp như thế nào. Đấy, tức là đang có những cái chương trình mà cầm tay chỉ việc trực tiếp cho các anh chị luôn. Nếu các anh chị đang theo đuổi cái công việc này, mới theo đuổi công việc này, thì anh chị nhớ theo dõi với link của nhà Phú Thái để mình theo dõi những cái buổi đào tạo này nhé. Và bây giờ thì Minh Thảo xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian buổi hôm nay để đến cùng với chương trình ngày hôm nay, và xin gửi lại mic cho chị MC ạ. Chị Thúy Hằng ạ. Em xin cảm ơn phần chia sẻ rất là năng lượng của chị Thảo ạ. Chị Thảo ơi, bạn Như đang gửi lời khen đến chị là giọng chị Thảo hay quá. Vâng, cảm ơn các chị, cảm ơn chị Như ạ. Vâng, một lần nữa thì em cũng xin thay mặt các fan của Econova là gửi lời biết ơn đến PDV Phú Thái đã đưa một cái sản phẩm rất là tốt về thị trường Việt Nam ạ. Bởi vì như em nhớ là cái thời mà em học đại học ấy, em học ngành công nghệ sinh học, thì nó vào khoảng những năm 2008 thì các thầy cô cũng có giới thiệu các cái sản phẩm nước giặt vi sinh này, enzyme này, nhưng mà hồi đấy thì muốn dùng cũng không có trên thị trường. Cho nên là thực sự là rất biết ơn PDV Phú Thái đưa được các sản phẩm này về với Việt Nam chúng ta. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến phần chia sẻ của hai đại diện nhãn hàng, bạn Thu Hà và chị Minh Thảo, trong ngày hôm nay đã đưa cho mọi người rất là nhiều các cái kiến thức hay và bổ ích ạ. Xin cảm ơn. Và có mặt trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nữa thì có một người chị cũng rất là xinh đẹp. Chị là mentor 1 sao và hiện chị đang là dược sĩ, làm việc tại phòng khám da liễu Alma Clinic tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Chị là chị Minh Nguyệt. Chị sẽ lên để đánh giá khách quan về sản phẩm này, cũng như định hướng cho các đại lý chúng ta kinh doanh hai cái dòng sản phẩm này.
Em xin mời chị Nguyệt lên sân khấu ạ. Chị Nguyệt ơi, chị có chưa ạ? Xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom tối hôm nay ạ. Không biết là các anh chị có nghe được Nguyệt nói không ạ? Các anh chị nghe được thì các anh chị điền số 1 lên trên khung chat cho Nguyệt biết ạ. Xin cảm ơn các anh chị. Rất là tuyệt vời, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và các anh chị thấy đó ạ, trong cái buổi Zoom tối hôm nay các anh chị thấy là chia sẻ về dòng dòng thực phẩm An Paso và dòng Phú Thái, thì các anh chị thấy là theo dòng thời gian thì thói quen về ăn uống và tiêu dùng của con người của chúng ta đã có thay đổi đúng không các anh chị? Ngày xưa là từ dạ ăn no mặc ấm, sau đó thì ăn ngon mặc đẹp, và ngày nay thì sao các anh chị? Thì là ăn sạch sống xanh, đúng với cái tiêu đề banner của chúng ta tối hôm nay đúng không các anh chị? Như vậy á thì các anh chị thấy là hiện hiện nay á, ở phía bên ngoài thị trường các anh chị nghe nhiều những cái dụng từ như là gì ạ, healthy đúng không ạ, ăn uống sức khỏe, rồi organic hữu cơ, rồi từ eat clean tức là ăn sạch, rồi từ gì ạ, vegan tức là ăn chay thuần thực vật, rồi gì đó vegetarian tức là ăn chay nhưng mà có trứng có sữa, hoặc là từ plant based tức là ăn từ dạ, từ có nguồn gốc là từ thực vật. Như vậy á thì chúng ta thấy là tại sao hiện nay cái xu thế và cái nhu cầu hiện nay á về ăn sạch, những cái thực phẩm ăn sạch và thuần thiên nhiên organic nó lại là phổ biến như vậy, thì cũng bởi vì sao các anh chị? Theo các anh chị thì vì sao ạ? Bởi vì một cái lý do đó là gì? Hóa chất ngày hôm nay tràn lan quá là nhiều đúng không các anh chị? Tràn lan rất là nhiều. Chúng ta thấy đó ạ, từ cái việc mà ví dụ như từ một cái cây khi mà nuôi trồng, hoặc là một cái con vật khi mà đang nuôi, thì cái nguồn thức ăn và cái phân bón là đã gì, đã có hóa chất rồi đúng không các anh chị? Rồi tiếp theo nữa là gì, cái thức ăn của nó cũng là hóa chất, trong cám hoặc là trong trong phân bón đã có hóa chất rồi. Rồi khi gì ạ, khi nuôi trồng cũng là gì ạ, cũng là thuốc đúng không ạ, thuốc rồi hóa chất. Rồi đến khi ra chợ chúng ta mua những cái đồ ăn ở ngoài chợ, chúng ta thấy ạ, chúng ta mua thịt cá hoặc là trái cây hoặc là rau củ thì cũng vậy, cũng tẩm ướp hóa chất rất là nhiều. Đến cái phân đoạn gì, tới cái phân đoạn mà làm đồ ăn, đi ra quán làm đồ ăn thức ăn cho chúng ta, lại thêm một bước nữa, đó là gì các anh chị? Từ các gia vị tẩm ướp đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy là hóa chất đem đến cho chúng ta là toàn diện đúng không các anh chị? Toàn diện từ bước đầu cho tới bước cuối. Và chính vì vậy mà có một tin vui các anh chị, tin này không biết phải vui không, nhưng mà thực sự đây không phải là tin vui, đó là Việt Nam của chúng ta thì đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ mắc ung thư các anh chị. Các anh chị thấy như thế nào ạ? Đây là đúng là một cái tin mà đáng báo động đúng không ạ? Theo cái số liệu năm 2022 á thì là gì ạ? Việt Nam của chúng ta có 200.000 ca mắc ung thư mới và có 82.000 người tử vong. Các anh chị thấy cái con số rất là khủng khiếp đúng không các anh chị? Như vậy á thì chúng ta sẽ thấy một điều đó là gì? Đó chính là lý do tại sao mà cái sản phẩm xanh, thiên nhiên, an toàn quan trọng không các anh chị? Rất quan trọng đúng không ạ? Rất quan trọng và rất cấp thiết đối với chúng ta bây giờ. Thì cái điều này là Phú Thái và An Paso đã đem đến cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy là An Paso và Phú Thái có quan trọng, có cần thiết cho chúng ta không các anh chị? Có cần thiết và cấp bách cho chúng ta không các anh chị? Có không ạ? Có thì các anh chị ghi có đây ạ. Việc sẽ chia sẻ đến với các anh chị tiếp tục ạ. Như vậy á thì từ cái nguy cơ đó khá là phổ biến và bệnh tật nhiều, đặc biệt là bệnh ung thư nhiều, thì dẫn đến các anh chị nghe những cái phương pháp chữa bệnh đúng không ạ? Và các anh chị nghe những cái phương pháp chữa bệnh đó là gì? Từ thực vật như là gì, phương pháp thực dưỡng, rồi phương pháp gì, ăn uống chữa lành các anh chị, tức là có thể là không cần sử dụng đến thuốc luôn, chỉ dựa vào cái việc ăn uống mà giúp cho chúng ta chữa lành các căn bệnh của chúng ta, thậm chí cả cái bệnh ung thư luôn các anh chị, hoặc là có sử dụng thuốc ít hoặc nhiều đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy là cái nguồn thức ăn mà đưa vào cơ thể chúng ta quan trọng không các anh chị? Rất quan trọng đúng không ạ? Chúng có một câu nói là gì, chúng ta chính là những gì mà chúng ta ăn vào các anh chị đó. Và có một cái bí mật này nữa, một bí mật khủng khiếp nữa Việt sẽ chia sẻ cho các anh chị biết nữa, đó là gì? Các anh chị có biết là từ những cái phương pháp thực dưỡng và cái phương pháp mà ăn chữa lành đó đó, thì các anh chị có biết không ạ? Các anh chị có biết gì không ạ? Đó là 80 cho tới 90% là đều là từ thực vật các anh chị, động vật chỉ chiếm 10 cho tới 20% thôi. Đó, như vậy thì các anh chị thấy cái tầm quan trọng của nó không ạ? Và các anh chị sẽ thấy ở đây là gì, từ cái phương pháp mà chữa lành đây thì các anh chị sẽ thấy một điểm đó là gì ạ? Đó là bởi vì sao ạ?
Bởi vì cái nguyên nhân gốc rễ sâu xa bên trong của nó chính là gì? Thực vật thì nó có tính tái sinh các anh chị. Nó có tính tái sinh. Mà động vật thì nó sẽ không có cái tính này. Ví dụ như các anh chị thấy một cái cây đúng không ạ? Chúng ta có thể chiết từ một cái cành, từ một cái hạt, hoặc là từ một cái gì đó, từ một cái gốc, cái rễ, thậm chí từ một cái lá. Các anh chị thả xuống dưới đất, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ mọc lên thành một cái cây mới. Hoặc là nó có thể trải qua trong cơ thể của chúng ta đi ra ngoài, đi xuống dưới đất nó vẫn lên được đúng không các anh chị, lên được một cái cây mới. Nhưng động vật thì các anh chị có thấy như vậy không ạ? Động vật ví dụ như một cục thịt, một miếng thịt các anh chị quăng xuống đất hoặc là các anh chị quăng ra ngoài, nó có thể thành một cái con mới không các anh chị? Không thể đúng không ạ? Cho nên là ở thực vật thì nó có cái tính tái sinh các anh chị, có tính tái sinh, tính hồi sinh. Do đó thì các anh chị thấy ạ, tại sao mà chúng ta thấy những người mà ăn chay, ăn thực vật nhiều á thì họ sẽ trường thọ và họ sẽ gì nữa, họ sẽ trẻ lâu đúng không ạ? Chúng ta nhận ra điều này không ạ? Vậy thì các anh chị ở đây ai mà muốn trường thọ, muốn trẻ lâu thì sao ạ? Ăn paso và sử dụng phú thái đúng không ạ? Như vậy thì sau buổi Zoom hôm nay thì các anh chị hãy gì, hãy nhanh chóng sử dụng nó, lên đơn hàng trải nghiệm cho bản thân của chúng ta, dùng cho gia đình của chúng ta, và gì ạ, xem những người xung quanh chúng ta gì, chúng ta và truyền thông điệp cho họ đúng không ạ, cho khách hàng của chúng ta ngay và luôn các anh chị. Dạ đúng ạ, đúng ạ. À, rồi, và đừng, mình sẽ chia sẻ màn hình cho các anh chị thấy cái thống kê ở đây ạ. À, đây các anh chị, không biết là các anh chị thấy màn hình mình chia sẻ chưa ạ? À, các anh chị thấy thì các anh chị điền số 2 cho Nguyệt ạ. À, các anh chị có thấy màn hình mình chia sẻ chưa ạ? À, rồi, các anh chị có thấy rồi đúng không ạ? À, ở đây các anh chị thấy cái con số ở đây ạ. À, con số ở đây rất là đau lòng các anh chị. Đây, tổng số ca ung thư mắc qua các năm tại Việt Nam của chúng ta các anh chị thấy không ạ? Cái con số của nó tăng, mà tăng một cách gọi là tăng gấp đôi luôn các anh chị. Đây ạ. À, đúng rồi, từ 68.000 người năm 2010 là lên tới 126, tăng nhân đôi luôn các anh chị. Và tới năm 2020 là từ 100.000 người đúng không ạ? Khoảng 100.000 người tăng lên đến 200.000 người. Các anh chị thấy con số chóng mặt không ạ? Rất khủng khiếp và rất đau lòng đúng không các anh chị? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái lý do cấp bách tại sao mà chúng ta phải 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 truyền truyền tải cái thông điệp, và chúng ta phải cần ăn ăn uống và nguồn thức ăn của chúng ta phải đảm bảo các anh chị. Và đây thì các anh chị thấy cái tỷ lệ, các anh chị cái tỷ lệ mà tìm kiếm cái từ khóa mà ăn chay á, thì các anh chị thấy ạ, nó cũng đang tăng lên. Cái màu xanh này là lượt tìm kiếm ở Anh Quốc các anh chị. Đó, năm 2010 nằm ở cái mức 5 thôi. Nhưng mà năm 2019 đó, nó đã lên tới 45 luôn ạ, gấp 9 lần. Và cái dòng kẻ màu đen này từ 20 cho đến 70, và các anh chị thấy không ạ, nó tăng trưởng. Tức là cái nhu cầu hiện tại của con người khá là cao. Tức là về cái nhu cầu mà muốn tìm kiếm những nguồn thức ăn từ thực vật các anh chị khá là cao. Do đó là chúng ta thấy là chúng ta đang đi đúng dòng xu hướng các anh chị. Xu hướng hiện nay rất là cần thiết và đúng dòng xu hướng. Đây, đây là cái hình ảnh thống kê về cái việc gì ạ? Về cái việc gì ạ? Mà sữa hạt các anh chị, sử dụng sữa hạt cũng đang tăng lên các anh chị. Năm 2023 các anh chị thấy ở phía trên cùng này, màu xanh đậm này là của gì ạ? Của châu Âu. Rồi màu vàng này là của gì ạ? À, của Belgium thì không biết của cái nào. Rồi của màu xám là của Pháp. Màu cam là của UK. UK là của Anh Quốc đúng không ạ? Và màu xanh nhạt ở phía dưới này là của Đức. Như vậy chúng ta thấy là ở phía châu Âu á các anh chị, châu Âu là những nước tiên tiến, những nước phát triển đúng không ạ, thì cái nhu cầu của họ cũng tăng cao, nhu cầu tăng cao cũng giống như là tại châu Á của chúng ta cũng vậy luôn các anh chị, và đặc biệt là tại Việt Nam của chúng ta đúng không ạ. Và ở đây các anh chị sẽ thấy cái tấm hình này ạ. À, đây chúng ta sẽ thấy cái cơ hội kinh doanh của chúng ta ở đây các anh chị thấy ở cái thống kê này các anh chị, mà thống kê là gì ạ? Thực phẩm từ thực vật hiện đang là cơ hội kinh doanh tiềm năng sẽ phát triển gấp 5 lần và đạt thị trường trị giá 162 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 các anh chị. Chúng ta thấy đây ạ, Việt Nam 2027. Đó. Ừ, 2000 đây các anh chị. Từ 200 triệu đúng không ạ? 200 triệu đô lên 65 tỷ và tới 162 tỷ. Và trong này á thì 40% sẽ đến từ thị trường châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta có nằm trong này không các anh chị? Vậy thì chúng ta sẽ nằm đâu ở trong cái vòng tròn này các anh chị? Các anh chị thấy như thế nào ạ? À, như vậy á thì tóm gọn lại chúng ta thấy một điều là gì? Thứ nhất là cái nhu cầu cấp thiết trong xã hội hiện nay đối với tất cả mọi người đúng không ạ? À, nhu cầu cấp thiết
ai cũng có nhu cầu, kể cả bản thân của chúng ta và mọi người và xã hội. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đang đi đúng cái xu hướng và cái dòng xu thế, chúng ta đi đúng dòng dòng chảy của nước rồi đúng không ạ, thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi gì nữa, và đây nó còn là một cái cơ hội kinh doanh cho chúng ta nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là về cái định hướng, về cái đường hướng, cái hướng đi của chúng ta là đã đúng rồi các anh chị. Rồi còn ngoài ra chúng ta còn có thêm những cái ưu thế, những cái lợi thế khác nữa, đó là gì ạ? Khi chúng ta kinh doanh với dòng Alpha So và dòng Phú Thái thì các anh chị thấy sao ạ? Dòng gì ạ? Thương hiệu có uy tín đúng không ạ? Uy tín, thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và gì ạ? Được đổi trả, được chăm sóc tận tình. Các anh chị thấy gì ạ? DPD từ Alpha So và từ Phú Thái của chúng ta có tâm huyết không các anh chị? Rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, rất là tích cực đối với chúng ta đúng không ạ? Và tâm huyết đem đến một cái lối sống vậy là ăn sạch sống xanh cho chúng ta nữa, như vậy á thì đem đến giá trị cho mọi người và ý nghĩa cho cuộc sống nữa các anh chị. Như vậy thì một cái dòng sản phẩm mà chúng ta sử dụng hoặc chúng ta kinh doanh không những đúng với nhu cầu, đúng với xu thế, nó vừa là một cơ hội mà nó vừa đem đến tốt cho sức khỏe cho con người, tốt cho thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với môi trường, thì các anh chị thấy sao ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Còn nữa, chưa hết nữa các anh chị, còn nữa là gì ạ? Về giá cả nữa các anh chị thấy giá cả như thế nào nữa các anh chị? Giá cả thì trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Với cái giá này á thì sao ạ? Nhà nhà đều dùng được và người người đều dùng được các anh chị, rất là tiện dụng, mọi đối tượng, mọi gia đình đều cần hết và đều sử dụng được hết, dễ sử dụng và dễ kinh doanh và gì ạ? Và cái tệp khách hàng của chúng ta khá là rộng đúng không ạ? Ai cũng có thể là sử dụng được hết. Các anh chị thấy có dễ dàng không ạ? Có dễ dàng cho chúng ta kinh doanh không các anh chị? Có dễ không ạ? Dễ, các anh chị hãy ghi dễ lên trên công tác cho việc đi ạ. Vậy thì á, bây giờ chúng ta còn chần chừ gì nữa đúng không các anh chị? Với hai cái dòng sản phẩm này quá tiện lợi cho chúng ta và quá tuyệt vời cho chúng ta, thì sau cái buổi Zoom này các anh chị, những anh chị nào chưa trải nghiệm thì các anh chị hãy mua sản phẩm về để trải nghiệm cho bản thân của chúng ta trước tiên. Bởi vì sao? Chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải hiểu sản phẩm đã đúng không? Chúng ta phải tin đã thì chúng ta mới chia sẻ, phải tin yêu để chúng ta chia sẻ rồi để chúng ta kinh doanh và chúng ta bán. Rồi gì nè, chúng ta bán một cái dòng sản phẩm mà gì ạ? Và nó đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu cho chúng ta, nó đem lại cho chúng ta giá trị về cuộc sống rồi nữa đúng không các anh chị? Và sao ạ? Và các anh chị hãy gì ạ? À, hãy tự tin đúng không ạ? Chúng ta hãy tự tin và chúng ta gì ạ? À, tự tin tiến bước về phía trước và tự tin kinh doanh thôi, rất là dễ dàng đúng không các anh chị? Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe người ạ. Em xin cảm ơn phần chia sẻ rất là giá trị và những cái định hướng của mentor một sao Minh Nguyệt ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một vài cái khía cạnh của cái việc mà ăn sạch, sống xanh. Và hy vọng là hai PDP Phú Thái và Avaso sẽ có nhiều những cái buổi chia sẻ hơn nữa đến các đối tác của Dropy để chúng ta có thể có thêm các cái kiến thức về sản phẩm cũng như là các cái câu chuyện để truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần quay mini game. Và những ai mà chưa điền vào link form ấy thì có thể nhanh tay điền đi ạ. Để chúng ta bắt đầu vòng quay may mắn. Link link form đã được gửi ở trên khung chat rồi đấy ạ. Hằng sẽ cho mọi người khoảng 30 giây để điền nhé. Ngày hôm nay thì rất là biết ơn cái phần chia sẻ của nhà cung cấp Anbaso, rồi PTV Phú Thái cũng như là mentor một sao Minh Nguyệt đã giúp cho Hằng cũng như là các đối tác kinh doanh có thể biết thêm được các cái kiến thức rất là hay. Thực sự là rất là có ích trong cuộc sống của mỗi gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay mini game nhé. Hôm nay thì sẽ có 4 phần quà đến từ hai PDP. Chúng ta sẽ quay phần quà của nhà Anpaso trước nhé. Nhờ đội kỹ thuật có thể hỗ trợ Hằng quay mini game vậy ạ. À, Mọi người vâng. có thể. Hiện tại thì em đã nhận được 30 người đã đăng ký là quay mini game tối ngày hôm nay. Những anh chị nào mà chúng ta vào sau chúng ta chưa có điền vào link ấy thì chúng ta vui lòng lướt lên đây này.
Để em à, đây những anh chị nào mà chưa có điền vào ấy, mọi người điền vào link nhanh để em à quay để ai cũng có cơ hội nhận quà nhé mọi người. Chúng ta mỗi người điền một lần nữa nhá. Và khi mà đủ số thì là em Hà sẽ dừng lại và bắt đầu quay cho mọi người luôn ạ, để mọi người không phải chờ lâu hơn nữa. Tại đã có 35 người điền ạ. Rồi. Nay chúng ta đã dành thời gian để tham gia cái buổi Zoom này thì chúng ta đừng quên là điền thông tin vào để chúng ta có cơ hội nhận quà nhé mọi người. Đó. Ba mươi tám người điền ạ. Mọi người nhanh tay điền vào nhé để em mà thao tác nốt nhé. Nãy giờ mọi người cứ mải nghe quá quên điền đúng không ạ? Vâng, đã dừng lại 40 người và trong đó thì có cả ekip nữa. 30 giây nữa thì là mọi người điền nốt nhá, em Hà sẽ bắt đầu quay luôn ạ. Chương trình hôm nay rất là cuốn hút cho nên là mọi người chú ý lắng nghe quá đúng không hả? À, đúng rồi mọi người chú ý lắng nghe quá. Đã được trải nghiệm dòng chăm sóc sức khỏe đúng không? Rồi, em sẽ dừng lại mọi người nhé. Bây giờ ai không điền là người ấy thiệt đấy nhá. Chúng ta mỗi người chỉ điền một lần thôi mọi người nha. Rồi, 44 người còn nữa là của ban tổ chức. Đây, em đã fill 40 người này vào phòng này để chúng ta bắt đầu quay số. Ồ, nó đang ai mà chưa tham gia cộng đồng của An Paso và Phú Thái, chúng ta nhờ ekip là gửi đường link vào để cho các anh chị mà chưa tham gia chúng ta tham gia nhé mọi người. Ngay sau đây thì em Hà sẽ bây giờ sẽ có cái trường hợp như thế này là những ai mà đến tên của người đó ấy, thì sẽ là em sẽ lấy cái đầu số là số tên nhé mọi người. Ở đây thì có cả những người mà điền mỗi số điện thoại thôi này. Đó, thì em Hà sẽ quay và lấy tên nhé. Đến khi mà chúng ta trúng rồi thì ban tổ chức sẽ gọi và những anh chị mà trúng thì chúng ta vui lòng là comment ở trong khung chat, chúng ta điểm danh ở trong khung chat hoặc là chúng ta có thể là mở mic lên để chúng ta tương tác để xác nhận rằng là chúng ta vẫn đang ở trong Zoom. Nếu như mà sau 1 phút MC gọi tên mà không thấy anh chị trả lời thì em sẽ nhường cái phần quà này cho người may mắn tiếp theo ạ. Và không để cho các anh chị chờ lâu hơn nữa, em Hà sẽ bắt đầu quay luôn ạ. Và cái phần quà đầu tiên này là phần quà là cái combo mì rau củ và bột ngũ cốc đến từ nhà An Paso. Không biết là anh chị nào là người may mắn là người đầu tiên nhận được cái phần quà này ạ. Không biết là vũ trụ gọi tên ai ạ. 1, 2, 3, bắt đầu ạ. Anh chị ekip là chụp lại màn hình giúp em ạ. Người đầu tiên may mắn trả lời, người đầu tiên may mắn nhất là chị Lê Thị Duyên. Không biết là chị Duyên còn ở trong khung chat không ạ? Chị Duyên vui lòng là comment giúp em Hà nhé. Chị Duyên là rất là duyên luôn, mỗi lần mà chơi mini game với nhà An Paso là đều trúng hết. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chắc là vì cái sự mà yêu thích cái sản phẩm của nhà An Paso quá nên là cái vũ trụ đã cho mình là người may mắn ạ. Vâng, cái phần quà tiếp theo là cái phần quà từ PDP Phú Thái. Thì
VDB Phú Thái là có cái phần hôm nay có phần quà gì ạ? Thì anh chị có thể là đọc lên comment vào khung chat giúp em nhé. Em xin phép là quay luôn cái phần phần này ạ. Vũ Xuân Ninh, không biết là anh chị này có đang còn ở trong Zoom không? Anh Ninh còn ở trong Zoom không ạ? Vâng, anh Ninh vui lòng là comment điểm danh vào đây để em Hà xác nhận ạ. Vâng, không biết là anh Ninh còn ở đây nữa không ạ? Anh chị ekip là vâng, em có thấy anh Ninh phản hồi rồi ạ. Rồi, những anh chị mà chúng ta may mắn nhận được phần quà từ ban tổ chức ấy thì anh chị vui lòng là để lại thông tin hoặc là anh chị nhắn cho em Hà hoặc là anh chị tham gia vào cái cộng đồng của hai nhà cung cấp. Như cái phần quà thứ nhất là của Alphaso, phần quà thứ hai là của Phú Thái và cái phần quà thứ ba là của nhà Alphaso ạ. Thì em xin phép quay lại, những anh chị nào mà chúng mini game thì chúng ta vui lòng là nhắn vào group cho admin để admin gửi quà cho mọi người nhé. Admin chính là em Hà đấy ạ. Vâng. Xin mời xin, em xin quay cái người tiếp theo ạ. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Phúc là người may mắn tiếp theo nhận được phần quà mini game của nhà Alpaso. Thế là chị Phúc còn ở trong Zoom không ạ? Vâng, chị Phúc vui lòng là để lại thông tin cho em Hà để em Hà biết được rằng mình đang còn ở trong Zoom để em Hà xác nhận cái phần quà này cho mọi người nhé. Phúc đúng không ạ? Có chị Phúc ạ. Vâng, cái phần quà này là của nhà Alpaco chị Phúc nhá. Chị Phúc là vào group chung chưa ạ? Chị Phúc xong rồi nhắn tin cho em xin nhá. Em Hà. Rồi, người tiếp theo là sẽ là người nhận cái phần quà từ nhà cung cấp và Phú Thái. Bên nhà Phú Thái nhiều quà hấp dẫn lắm mọi người ạ. Vâng, em xin phép là quay luôn để không để mọi người chờ lâu nữa. Nhân có số điện thoại là đuôi là 716 0903 456 716. Có anh chị nào đây ạ? Ồ, người này chỉ điền mỗi số điện thoại thôi. Không biết là chủ nhân số điện thoại này là ai đây ạ? Nguyễn Hoàng Việt. Lần sau mình điền đầy đủ thông tin họ tên giúp em nhé. Nguyễn Hoàng Việt ạ. À. Vâng, xin chúc mừng anh Việt là người may mắn nhận được cái phần quà từ nhà Phú Thái. Vâng, đến đây thì là cũng là kết thúc bốn cái phần quà của hai nhà cung cấp và cũng là bữa tiệc nào rồi cũng có sự chia tay thì những anh chị nào đã tham gia các cộng đồng của hai nhà cung cấp rồi thì chúng ta tham gia vào để chúng ta có dành thời gian để tham gia các chuỗi đào tạo của hai nhà cung cấp, đào tạo chuyên sâu của hai nhà cung cấp. Em xin nhường mic cho chị Thúy Hằng có gửi gắm những cái lời gì dành cho các anh chị ở trong Zoom ngày hôm nay để chị Hằng chia sẻ đến các anh chị ạ. Hằng xin cảm ơn tất cả các anh chị em đối tác đã có mặt trong Zoom buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng là ở các buổi Zoom sau của hai nhà PDV thì các anh chị có thể soi vào và mời thêm bạn bè của mình để nhận được thật nhiều các giá trị các anh chị em nhé. Bây giờ thì cũng đã 9:27 rồi và chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom tối ngày hôm nay. Xin chúc cả nhà có một đêm thật ngon giấc. Xin cảm ơn hai PDP, xin cảm ơn chị Minh Nguyệt, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự. Xin chúc cả nhà ngủ ngon nha. Mọi người có thể bật mic chào nhau một cái nha. Chào Hà nhá.
Vâng, em chào chị Hằng, xin cảm ơn chị Hằng và ekip hôm nay đã hỗ trợ. Xin cảm ơn chị Nguyệt, xin cảm ơn chị Thảo, xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để tham gia Zoom tối ngày hôm nay. Chúc anh chị là tháng mới gặt hái được nhiều thành công, bùng nổ được nhiều đơn hàng. Và em Hà xin thay mặt nhà cung cấp xin gửi lời cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Look into your eyes, ooh, it's you shaking. Doesn't mean we're bound for life, for life. Just stay here for one night, stay here for one night. Oh, don't say maybe.